Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1266, muốn phụ trách việc quản lý các nàng. Vài tháng trước, khi Tống Ngọc Mị bắt đầu học phiêu miểu tâm pháp, Dạ Ngọc Mị từng nói cho nàng biết, sau khi nàng học xong, nàng sẽ là Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, mà đến lúc đó, dù nàng nói gì thì Hạ Thiên cũng sẽ đồng ý. Sau này Tống Ngọc Mị thật sự làm như vậy, nàng thậm chí còn ăn mặc tương tự như Nguyệt Thanh Nhã, khi nàng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên thì thật sự nghiệm chứng được những gì Dạ Ngọc Mị từng nói. Sau đó Tống Ngọc Mị thậm chí tiến hành chút thay đổi, nàng muốn tách khỏi hình tượng của Nguyệt Thanh Nhã, nàng không muốn mỗi lần Hạ Thiên thấy mình sẽ coi là Nguyệt Thanh Nhã. Dù như vậy nàng sẽ tìm được sự sủng ái cao hơn, nhưng nàng thật sự không muốn là sản phẩm thay thế. Nhưng bây giờ Tống Ngọc Mị phát hiện mình sai, Mị Di cũng sai, nàng căn bản không thể nào trở thành Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, dù nàng có ăn mặc y hệt đối phương, dù nàng cũng tu luyện tâm pháp của đối phương, nhưng Nguyệt Thanh Nhã là Nguyệt Thanh Nhã, độc nhất vô nhị, trên đời này không ai có thể trở thành Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, dù là nàng cũng không thể. Tống Ngọc Mị tin, Hạ Thiên có lẽ thấy được sự tương tự của nàng với Nguyệt Thanh Nhã, nhưng hắn vẫn tìm ra được sự khác biệt giữa hai bên. Nàng tin, không cần là một Hạ Thiên cực kỳ quen thuộc với Nguyệt Thanh Nhã, dù là bất kỳ người nào thì cũng có thể nhận ra sự khác nhau giữa nàng và Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã thật sự xinh đẹp không gì sánh kịp, quyến rũ tuyệt thế vô song, cũng không ai bắt chước được, không ai thay thế được. Lúc này Tống Ngọc Mị chợt phát hiện mình và Nguyệt Thanh Nhã chênh lệch quá lớn, nếu có thể so với Nguyệt Thanh Nhã, chỉ có Mị Di, chỉ có Mị Di phong tư chắc tuyệt và quyến rũ vô song mới theo kịp. Tống Ngọc Mị thân là Tống đại tiểu thư của Tống gia, nàng là một trong bốn đóa hoa thủ đô, nàng cũng rất kiêu ngạo. Nàng trước nay không nghi ngờ vẻ đẹp của mình, cũng không nghi ngờ sức quyến rũ của mình, nàng biết rõ trên đời này có nhiều phụ nữ đẹp, nhưng trước mặt người khác thì trước nay nàng thấy mình không thua kém bọn họ. Trên đời này chỉ có một người phụ nữ làm nàng phải thừa nhận mình thua kém, đó chính là Mị Di, mà bây giờ lại có thêm một người thứ hai, đó Nguyệt Thanh Nhã trước mắt. Thần tiên tỷ tỷ, chị ấy là Tống Ngọc Mị, là người tối qua tôi đã nói. Hạ Thiên lúc này vẫn ôm Nguyệt Thanh Nhã. Chị ấy là người muốn gặp Dạ Ngọc Mị. Đừng gọi tiểu Mị như vậy. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng và có chút trách cứ nói. Thế này đi, cậu không muốn gặp tiểu Mị, hay là để tôi đưa cô ấy đi gặp tiểu Mị. Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì nhìn về phía Liễu Mộng, khi thấy Liễu Mộng có vẻ không vui, khóe miệng nàng lại lộ ra nụ cười khẽ. Mộng Mộng cũng rất nhớ cậu, trước tiên cậu đi với cô ấy, nếu không sẽ sinh ra hờn dỗi. Nhưng thần tiên tỷ tỷ, tôi cũng rất nhớ chị. Hạ Thiên ôm eo Nguyệt Thanh Nhã, ngửi mùi hương trên người nàng, có chút không nỡ buông nàng ra. Tiểu Sắc Lang, dưới chân núi cậu còn nhiều người phụ nữ mong chờ, cậu cũng cần phải phụ trách với họ, cậu không được vừa về đã ôm chầm lấy chị đây, như vậy là không được. Nguyệt Thanh Nhã vẫn rất dịu dàng. Thần tiên tỷ tỷ, tôi biết rõ điều này, tôi cũng sẽ có trách nhiệm với bọn họ, nhưng bây giờ tôi chỉ nhớ đến chị mà thôi. Hạ Thiên cũng không buông Nguyệt Thanh Nhã ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được rồi, trước tiên cậu đưa Mộng Mộng đi chơi, đến tối lên núi tìm tôi là được. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói. Những ngày qua Mộng Mộng cũng thường xuyên đến đây ngủ. Vậy thì được, thần tiên tỷ tỷ, trước tiên tôi đi chơi với chị Mộng, đến tối sẽ về. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, có chút không muốn khi buông Nguyệt Thanh Nhã ra. Sau đó nhìn Tống Ngọc Mị cách đó không xa. Vợ Mị Mị, thần tiên tỷ tỷ sẽ đưa chị đi gặp Dạ Ngọc Mị kia, tôi sẽ không đi. Sao? Tống Ngọc Mị nãy giờ luôn nhìn Nguyệt Thanh Nhã, vì vậy mà ngây cả người, khi nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì nàng mới chợt giật mình thanh tỉnh, nhưng sau khi nghe nói Nguyệt Thanh Nhã sẽ đưa mình đến gặp Mị Di, nàng chợt cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, vì vậy vội vàng gật đầu nói. Được, tốt quá. Thần tiên tỷ tỷ, vợ Mị Mị, chúng ta đi trước. Hạ Thiên nói một câu rồi lóe người đến bên cạnh Liễu Mộng. Chị Mộng, chúng ta xuống núi chơi. Được. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Mộng nhanh chóng lộ ra vẻ hân hoan, nàng chợt ôm lấy cổ của Hạ Thiên, sau đó hôn lên một cái. Tiểu Bại Hoại, cũng là cậu tốt nhất. Liễu Mộng ghé cặp môi đỏ mọng sát bên tai Hạ Thiên, sau đó nàng cười hì hì. Chúng ta đi chơi, đến tối sẽ cho cậu ăn bánh bao. Chị Mộng, thật ra cũng không cần chờ đến tối mới ăn bánh bao. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó ôm lấy Liễu Mộng rồi bay đi. Nguyệt Thanh Nhã lẳng lặng nhìn phương hướng Hạ Thiên bỏ đi, mãi đến khi Hạ Thiên biến mất trong tầm mắt thì nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lên người Tống Ngọc Mị.
chị sẽ gọi em là Ngọc Mị, thật ra em không biết, trước nay chị đã muốn gặp mặt em. Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười với Tống Ngọc Mị. Em nên gọi chị là Tô Tiểu Thư hay Nguyệt Tiên Tử hoặc Nguyệt Di? Tống Ngọc Mị có chút chần chừ, nàng dùng giọng xấu hổ hỏi. Trước mặt người khác thì Tống Ngọc Mị là tiên tử, nhưng trước mặt Nguyệt Thanh Nhã thì nàng biến thành một người phụ nữ bình thường, trước mặt người khác thì nàng luôn tỉnh táo, nhưng bây giờ đứng trước mặt Nguyệt Thanh Nhã thì nàng khá thận trọng. Em cũng giống như Mộng Mộng, gọi chị một tiếng chị Nguyệt là được. Chị lớn tuổi hơn em, lại biết tiểu sắc lang sớm hơn, vì vậy chị thấy mình làm chị cũng có vẻ phù hợp. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười, giọng dịu dàng còn mang theo chút hương vị an ủi. Ngọc Mị, em cũng đừng căng thẳng, chúng ta sau này là người một nhà, em không nên cảm thấy thận trọng như vậy. Vâng, chị Nguyệt. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng vừa rồi biểu hiện tuy giống một cô gái bình thường, nhưng nàng dù sao cũng không phải là một cô gái bình thường, vì vậy nàng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó chợt nhớ đến lời nói vừa rồi của đối phương. Chị Nguyệt, vừa rồi chị nói đã muốn sớm gặp mặt em, là vì Hạ Thiên nhắc đến em sao? Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Tiểu sắc lang kia tuy đã từng nhắc nhiều chuyện về em, nhưng chị muốn gặp em, điều này cũng không vì cậu ấy, mà vì Tiểu Mị, cũng chính là Mị Di trong lời nói của em. Mị Di đã từng nhắc về em với chị sao? Tống Ngọc Mị chợt hỏi, trong giọng nói có chút kích động, cuối cùng nàng cũng không chờ được mà phải hỏi. Mị Di bây giờ đang ở đâu? Cô ấy ở bên kia. Nguyệt Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đi thôi, bây giờ chị đưa em đi gặp mặt cô ấy. Nguyệt Thanh Nhã di động bước chân bay về một phía Thanh Phong Sơn, Tống Ngọc Mị cũng chăm chú đi theo. Nguyệt Thanh Nhã đi không nhanh, Tống Ngọc Mị tất nhiên có thể theo kịp. Dù Tống Ngọc Mị biết Nguyệt Thanh Nhã và mình rất dễ dàng phân biệt, nhưng thực tế nếu nhìn từ xa, hai người thật sự giống như một cặp chị em. Cả hai bay đến sườn núi phía bên kia của Thanh Phong Sơn, sau đó đi lên một lúc, cuối cùng Nguyệt Thanh Nhã cũng dừng bước, ánh mắt của nàng nhìn về phía một tòa nhà đá cách đó vài trăm mét. Đó là chỗ ở của Tiểu Mị. Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng không kìm nén được tâm tình bức thiết, vì vậy nàng cũng không nói điều gì, chỉ nhanh chóng nhào về phía nhà đá. Nguyệt Thanh Nhã cũng không cản chân Tống Ngọc Mị, cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đứng yên nhìn Tống Ngọc Mị hiện ra ngoài nhà đá. Nguyệt Thanh Nhã, hôm nay cô lại muốn gì? Âm thanh từ nhà đá truyền ra. Tống Ngọc Mị nghe được âm thanh này mà vành mắt hơi đỏ, nước mắt không khỏi trào ra, giọng điệu chợt nghẹn ngào. Mị Di, là tôi. Trong nhà đá chợt trầm mặc, không có bất kỳ âm thanh nào, giống như căn bản không có người. Tống Ngọc Mị cứ lẳng lặng đứng ngoài căn nhà đá như vậy, cũng không nhúc nhích, cũng không nói gì thêm. Nàng đứng như vậy hơn 3 phút, cuối cùng mới nghe thấy âm thanh của Mị Di. Vào đi. Tống Ngọc Mị không chút chần chừ, nàng nhào vào trong nhà đá, sau đó nàng thấy trên giường đá trong căn nhà đá đơn sơ có một chiếc giường đá, có một người phụ nữ xinh đẹp vô song ngồi bên trên. Chính là Mị Di mà nàng mong nhớ từng ngày. Mị Di, có khỏe không? Tống Ngọc Mị vẫn có chút nghẹn ngào, nàng rất muốn bổ nhào vào lòng Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng không dám làm thế, vì mối quan hệ giữa nàng và Dạ Ngọc Mị thật sự còn chưa thân mật đến mức độ như thế. Tôi rất khỏe. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, nhưng rõ ràng là ôn hòa hơn so với trước kia. Lúc này trong mắt Dạ Ngọc Mị chợt bắn ra hai luồng hàn quang, giọng điệu cũng lạnh lùng hẳn lên. Cô có quan hệ thế nào với Hạ Thiên? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn biểu cảm của Tống Ngọc Mị, nàng không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Dưới Thanh Phong Sơn, Hạ Thiên và Liễu Mộng nhanh chóng bước đi tay trong tay, cả hai đi xuống Thanh Phong thôn. Lúc này đường vào thôn vẫn nườm nượp kẻ đến người đi, phần lớn là bận rộn, nhưng người thật sự đến đây du lịch là rất ít, tất nhiên còn có vài kẻ đến để theo đuổi ngôi sao. Tiểu Bại Hoại, thật ra điện ảnh cũng rất thú vị. Nhưng lúc bắt đầu tên đạo diễn kia luôn muốn quay theo các tư thế, chị cảm thấy không thích. Sau đó chị tự nghĩ ra cách diễn của mình, như vậy vui vẻ hơn. Liễu Mộng chỉ vào một căn nhà cách đó không xa. Thật ra chị thích quay phim trên núi, đáng tiếc là bọn họ không thể nào đi lên. Đúng rồi, tên đạo diễn kia nói, sau khi lấy cảnh ở đây xong sẽ đi đến chỗ khác quay phim, nhưng những thứ kia không liên quan đến chị. Tiểu Bại Hoại, cậu nói chị không đi mà chuyên theo cậu có được không? Tất nhiên là được. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Thật sự sao? Liễu Mộng chợt vui vẻ. Chị biết ngay mà, Tiểu Bại Hoại rất có nhiều thứ để chơi đùa. Liễu Tiểu Thư, chị ở đây sao? Đúng lúc này một âm thanh vui sướng vang lên. Chương 1267, trên cây có giường tiên nữ.
Liễu Mộng quay đầu rồi lập tức mất hứng. Này, sao lại là ngươi? Đừng đến làm phiền chị đây. Chị Mộng, hắn là ai vậy? Hạ Thiên cũng hỏi một câu. Người vừa chào hỏi Liễu Mộng chính là một tên đàn ông trẻ tuổi, gương mặt trắng trẻo, thật ra bộ dạng rất phong nhã, nhưng cách ăn mặc có chút sặc sỡ, làm người ta sinh ra cảm giác quái dị. Tiểu Bại Hoại, hắn chính là nam nhân vật chính trong phim, nhưng chị không biết hắn tên gì, chỉ biết trong phim gọi là Lưu Khiêm, là một kẻ chơi ma thuật. Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng quay sang hỏi một câu với người đàn ông trẻ tuổi. Này, người tên gì? Nam diễn viên kia có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của Liễu Mộng. Liễu tiểu thư, tôi là Lục Tiềm, Lục là địa lục, Tiềm là lặn xuống. Cái tên đúng là khó nghe, cũng không hợp lý, Tiểu Bại Hoại, cậu nói xem, có thể lặn xuống đất được không? Liễu Mộng bĩu môi. Tất nhiên là không. Hạ Thiên trả lời rất phối hợp. Nhưng cũng không biết ai nghĩ ra cái tên kia, đúng là quá ngu. Liễu Mộng nhìn Lục Tiềm. Chị đây không thích nói chuyện với những người có cái tên quá ngốc. Liễu Mộng không đợi Lục Tiềm lên tiếng mà kéo Hạ Thiên bước đi. Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi, nói chuyện với kẻ ngu cũng sẽ biến thành ngu. Liễu Mộng và Hạ Thiên nhanh chóng bỏ đi và biến mất, chỉ để lại một Lục Tiềm với vẻ mặt chợt đỏ chợt trắng, muốn nổi giận cũng không có chỗ nào phát tiết. Lúc này Liễu Mộng đã kéo cánh tay của Hạ Thiên chạy khỏi thôn Thanh Phong, nàng vừa chạy vừa nói. Tiểu Bại Hoại, chúng ta không nên chơi ở chỗ này, nếu bọn họ nhìn thấy sẽ kéo tôi đi quay phim, chúng ta đến huyện Mộc Dương chơi đi. Tốt! Hạ Thiên đồng ý, thật ra hắn cũng không thích đi chơi ở thôn Thanh Phong, hắn thấy nếu không đi lên Thanh Phong Sơn thì nên đi chỗ khác, huyện Mộc Dương tuy không phải là chỗ tốt nhưng ít ra cũng hơn hẳn thôn Thanh Phong. Tất nhiên hắn còn biết. Bây giờ Vân Thanh đang ở trong huyện thành của huyện Mộc Dương. Tiểu Bại Hoại, tôi đã nói với cậu, bên này còn đang sửa đường, đợi đến khi đường được sửa xong, tôi có thể lái xe tăng vào đây. Liễu Mộng vẫn còn rất nhớ nhung chiếc xe tăng của mình. Nghe Tiểu Thanh nói, đường còn khá lâu mới làm xong, bây giờ mới làm được một nửa mà thôi, vì vậy chúng ta cũng chưa phát triển xây dựng gì ở chỗ này. Chị Mộng, thật ra có sửa hay không cũng chẳng có vấn đề. Hạ Thiên cảm thấy sửa đường cũng không sao. Nhưng Tiểu Kiều nói đường này phải tu sửa, vì nếu chúng ta không khai phá du lịch Thanh Phong Sơn thì người ta sẽ nói này nọ, vì vậy Tiểu Kiều nói sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nơi này, sau đó bảo vệ tốt hoàn cảnh là được. Liễu Mộng đang nói chợt thấy gì đó, nàng ngẩng đầu nói. Này, đám người kia, không được phép chặt. Trên đường núi có vài người đang cầm máy móc để cưa cây, bọn họ nghe được tiếng la của Liễu Mộng, vì vậy mà ngừng động tác ngẩng đầu nhìn. Nhưng sau đó bọn họ vẫn tiếp tục làm việc, căn bản khôn quan tâm đến Liễu Mộng. Này, tôi đã nói không cho chặt. Liễu Mộng rất mất hứng, nàng kéo tay Hạ Thiên nhảy dựng lên bay về phía đám người bên kia. Khi thấy Liễu Mộng bay đến như tiên nữ, đám người chợt ngây dại, đây là đóng phim hay sự thật? Nếu không thì bọn họ đang mơ sao? Này, các người có biết không, Tiểu Kiều nói chặt cây sẽ làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh, nếu các người còn chặt cây, tôi sẽ chém các người. Liễu Mộng trừng mắt nhìn đám người. Đám người đã ngừng lại, không tiếp tục chặt cây, cũng không bỏ đi, bọn họ cứ đứng như vậy, không nói cũng không có hành động, không biết vì choáng váng hay trầm mặc kháng nghị. Các người làm gì vậy? Sao còn chưa đi? Liễu Mộng mất hứng. Có phải muốn bị ném xuống núi? Các người dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi? Một người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Núi này là của chúng tôi, cũng không phải của các người. Chúng tôi chặt vài cây, có gì không thể. Ai nói núi này là của các người? Liễu Mộng hừ một tiếng. Tiểu Kiều đã sớm nói cho tôi biết, núi này đã không còn là của các người, toàn bộ thôn Thanh Phong cũng không phải là của các người. Chúng tôi đã mua lại chỗ này, vì vậy nơi này là của tôi muốn đuổi các người đi thì hoàn toàn có thể. Nếu các người không đi, tôi sẽ ném các người xuống núi, ngã chết thì cũng đừng oán trách, tôi nói cho người khác biết, các người chặt cây và bị đè chết. Người khác sẽ tin lời tôi. Các người còn chưa đi sao? Hạ Thiên không nhịn được phải nói. Hạ Thiên thấy đám người không có phản ứng, hắn vung tay chộp lấy một người ném xuống. Á! Âm thanh hoảng sợ vang lên. Hét cái gì? Hạ Thiên mất hứng nói một câu. Các người còn chưa ngã chết, đợi đến khi ngã chết thì hét lên cũng không muộn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, người này có bệnh không? Ngã chết còn hô được sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn đám người. Có phải các người muốn bị ném chết hay không?
tôi đảm bảo lần này có thể ném các người chết sạch, có tin không? Không, không cần, chúng tôi đi là được. Đám người nhìn nhau rồi xách công cụ đi ra, trong lòng không khỏi buồn bực, đám người thành phố này đúng là có bệnh, chỉ chặt vài cây mà thôi, có cần đáng giá liều mạng vậy không? Đám người này đều ở trong thôn Thanh Phong, bọn họ vốn định chặt vài cây gỗ để sửa đường xong thì mang ra ngoài bán, nào ngờ đụng vào hai tên điên muốn liều mạng. Đáng sợ là hai tên này đều lợi hại, một đứa có thể bay, một đứa có thể ném người xuống núi, nghĩ lại nếu vì vài cây gỗ mà liều mạng là không đáng. Vì vậy mà đám người này ngoan ngoãn bỏ đi, Liễu Mộng cũng thuận lợi bảo vệ được vài cây gỗ. Tiểu Bại Hoại, chị đã nói với cậu rồi, Tiểu Kiều nói chỗ này là của chúng ta, vì vậy chúng ta phải bảo vệ, ai muốn phá hoại hoàn cảnh là cho ăn đòn ngay. Liễu Mộng đuổi đám người kia đi và sau đó cảm thấy rất vui vẻ, nàng ngẩng đầu, đột nhiên la lên. Ủa, Tiểu Bại Hoại, cây kia rất kỳ quái, cậu xem, bên trên như một cái giường lớn, chị muốn lên xem thế nào. Kia rõ ràng là một cây đại thụ, thân cây rất lớn, nhánh cây cũng cực lớn, so ra còn lớn hơn cả thân cây cổ thụ bình thường. Cách mặt đất vài chục mét có một vài nhánh cây đan xen tạo nên một chiếc giường, khi Liễu Mộng bay lên nằm thử, nàng cảm thấy nó thật sự là một chiếc giường lớn, hơn nữa không phải là giường bình thường, đó phải là giường tiên nữ, chuyên dành cho tiên nữ. Tiểu Bại Hoại, cậu cũng lên đây. Liễu Mộng đến mép giường tiên nữ vẫy tay gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ bay lên. Hắn lên đó nằm xuống giường tiên nữ với Liễu Mộng, sau đó hắn phát hiện giường này khá lớn, lớp lá rất dày, vì bốn phía là lá cây nên bên trong cũng được che kín, dù làm gì bên trong cũng khó thể nhìn thấy. Sau khi có phát hiện như vậy thì Hạ Thiên bắt đầu hoạt động, hắn nghiêng người đặt Liễu Mộng lên người mình rồi cười hì hì nói. Chị Mộng, nếu đây là giường, chúng ta có nên làm vài hoạt động trên giường không? Đây cũng không thật sự là giường. Liễu Mộng mất vui. Tiểu Bại Hoại. Không cho phép cậu làm chuyện xấu. Đáng tiếc là kháng nghị của Liễu Mộng luôn và vô ích, nàng không cho phép nhưng Hạ Thiên đã bắt đầu lục lọi. Tiểu Bại Hoại, thật sự không cho phép, nếu người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Liễu Mộng nói không được nhưng cơ thể lại bắt đầu phối hợp. Chị Mộng, chị cứ yên tâm, không có ai nhìn qua, nếu có thì tôi cũng biết. Hạ Thiên rất tin tưởng với vấn đề này. Bây giờ chị không cho cậu ăn bánh bao, không cho cậu cởi váy. Nếu không chị sẽ chẳng chơi với cậu. Liễu Mộng nghĩ ra được một biện pháp mới. Chị Mộng, không cho chồng ăn bánh bao sẽ bị ăn đòn. Hạ Thiên nói thật nhỏ, sau đó thò tay vào dưới váy của Liễu Mộng. Liễu Mộng không nói thêm điều gì, nàng vẫn nằm trên giường tiên nữ, hai chân cong lên, mông vểnh lên, rõ ràng đang chờ đón sự trừng phạt của Hạ Thiên. Chiếc giường rung rinh, lá cây sao động, kỳ quái là nơi đây không có gió, cây khác cũng không động tĩnh. Thỉnh thoảng trên cao lại truyền xuống những âm thanh làm người ta sôi máu. Đến 12 giờ trưa, Hạ Thiên và Liễu Mộng mới xuất hiện trên con đường bên dưới. Vừa rồi mới trải qua một hoạt động tân kỳ và kích thích, vẻ mặt Liễu Mộng vẫn còn đỏ hồng, nhưng điều nàng quan tâm nhất bây giờ là một việc khác, nàng phàn nàn với Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, váy của chị bị cậu làm bẩn, cậu xem, chỗ này đã ướt. Chị Mộng, ai bảo chị không cho tôi ăn bánh bao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi mặc kệ, cậu phải giúp chị làm sạch váy, chị thích cái váy này. Liễu Mộng quệt miệng. Tôi giúp chị. Hạ Thiên thấy Liễu Mộng không vui thì bắt đầu lên tiếng. Chúng ta xuống suối tắm rửa, sẽ hết bẩn. Liễu Mộng suy nghĩ lại rồi lắc đầu. Không hay, chúng ta đến huyện Mộc Dương rồi giặt thì hay hơn. Vậy cũng được, chị Mộng, chúng ta đi nhanh. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng, đẩy nhanh nhịp tiến. Nhanh chóng chạy về huyện Mộc Dương. Phía trước đã là đường nhựa. Liễu Mộng chợt nói, sau đó nàng chợt kinh ngạc. Ủa, đây không phải là Tiểu Thanh sao? Sao cô ấy lại ở đây? Chương 1268, bà chủ hiểm độc. Tiểu Thanh trong miệng Liễu Mộng tất nhiên là Vân Thanh, nghe nói Vân Thanh thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ dừng bước, nhanh chóng quét mắt nhìn đám người, sau đó chợt phát hiện hình bóng của Vân Thanh. Vân Thanh vẫn mặc trang phục công sở, biểu hiện đầy đủ tư thái tuyệt hoàn mỹ. Nhiều ngày không gặp, thân hình của nàng càng thêm đầy đặn, nhưng lúc này cặp mắt sắc mê người lại không phải cho ra ánh mắt quyến rũ, mà có chút tức giận, rõ ràng nàng đang gặp phải sự việc không hài lòng. Lúc này bên cạnh Vân Thanh cũng có không ít người, trong đó cũng có người mà Hạ Thiên quen biết, chính là cậu em họ của Vân Ba, Vân Chí Quang, còn có một người là Thạch Trường Canh. Thật ra tình huống bây giờ là hai bên đang giằng co, trong đó một đám người do Vân Thanh cầm đầu,
đám người còn lại thì do một người chết cầm đầu, à, cụ thể là một chiếc quan tài cầm đầu. Đứng đối diện với đám người Vân Thanh cũng là vài chục người, có đủ già trẻ nam nữ, cũng cầm các loại công cụ, nhưng đám người này vây quanh một chiếc quan tài, lúc này quan tài cũng được đặt giữa đường, coi như đám người và quan tài đã chặn hết lối đi. Tình huống có chút quỷ dị, hơn nữa chính là đám người Vân Thanh đang đứng trên mặt đường nhựa vừa mới làm xong, mà đám người chặn đường lại đứng ở phía trước, con đường đã tu sửa nhưng chưa tráng nhựa. Tiểu Thanh, các người đang làm gì thế? Đánh nhau sao? Để chị đến giúp. Liễu Mộng lúc này có chút hưng phấn chạy đến bên cạnh Vân Thanh, tuy nàng vừa làm những vận động kịch liệt với Hạ Thiên trên cây, tiêu hao không ít thể lực, nhưng bây giờ nàng thấy có đánh nhau, nàng chợt thấy tinh lực quay về cơ thể mình. Chị Vân Thanh, ai chọc giận chị sao? Hạ Thiên cũng đi đến bên cạnh Vân Thanh. Chồng, chị Mộng, các người sao lại đến đây rồi? Vân Thanh lúc này mới phát hiện ra Hạ Thiên và Liễu Mộng, vẻ bất mãn trong mắt được thay bằng sự vui sướng, vẻ mặt cũng rất vui vẻ. Anh rể, Vân Chí Quang cũng rất hưng phấn. Hạ Thiên, cậu đến rồi. Thạch Trường Canh cũng chào hỏi Hạ Thiên. Tiểu Thanh, chỗ này đang có vấn đề gì vậy? Trong quan tài có người chết sao? Còn nữa, bức biểu ngữ kia nói có bà chủ lòng dạ hiểm độc, là ai vậy? Liễu Mộng lại hỏi. Biểu ngữ mà Liễu Mộng nói chính là những tấm giấy lớn được đám người vung vẫy bên cạnh quan tài, nội dung là, dân công làm việc khổ sở mà chết, bà chủ hiểm độc xem mạng người như cỏ rác. Bà chủ lòng dạ hiểm độc chính là tôi. Vân Thanh có chút tức giận. Đám người này không biết nói lý lẽ. Chị Vân Thanh, người chết trong quan tài là bị chị đánh chết sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Tất nhiên không phải tôi. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ. Thôi bỏ, chồng, cậu cũng đừng quan tâm đến chuyện này, cậu cứ quay về, tôi sẽ cùng hai người về thị trấn, bọn họ thích chặn đường thì cứ chặn, tôi mặc kệ bọn họ. Chị, nhưng nếu làm như vậy thì chúng ta sao có thể tiếp tục làm đường? Vân Chí Quang không nhịn được phải nói. Không làm thì không làm, cho mọi người về nhà nghỉ ngơi, vài ngày sau sẽ phát lương. Vân Thanh tức giận hừ một tiếng. Nếu bọn họ đã không chịu nói lý lẽ, chúng ta cứ để bọn họ đặt quan tài lên đường trống. Vân Thanh cũng không chờ Vân Chí Quang lên tiếng, nàng quay đầu nhìn mọi người rồi lên tiếng. Được rồi, hôm nay kết thúc công việc ở đây, mang máy móc thiết bị về, vài ngày tới sẽ nghỉ, tiền lương vẫn phân phát như bình thường, bây giờ cũng nên về nghỉ. Vâng, giám đốc Vân. Đám người ầm ầm đáp lời, nghe nói được về nhà nghỉ mà còn được ăn lương, đám người này thật sự cầu còn không được. Trên đời này việc hạnh phúc nhất chính là không làm mà có lương, bây giờ hạnh phúc rơi xuống đầu bọn họ, sao bọn họ không vui cho được. Đám công nhân nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại vài người Vân Thanh. Chú Thạch, Tiểu Quang, chúng ta về thôi, cứ để cho đám người kia náo loạn. Vân Thanh nói với Thạch Trường Canh và Vân Chí Quang. Được rồi, cứ mặc kệ bọn họ, rõ ràng là lòng tham không đáy. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu. Đoàn người nhanh chóng lái xe bỏ đi, khi đám người dùng quan tài chặn đường phát hiện ra vấn đề và muốn đuổi theo thì đã quá muộn, xe đã chạy mất dấu. Lần này lái xe Thạch Tiểu Hổ của Thạch Trường Canh cũng không đi theo, người lái xe là Thạch Trường Canh. Vân Chí Quang ngồi bên cạnh tài xế, còn Hạ Thiên thì tất nhiên cùng Vân Thanh và Liễu Mộng ngồi ở phía sau, coi như hưởng thụ tình huống trái ôm phải ấp. Tất nhiên vì phía trước có người nên Hạ Thiên cũng không quá phận, cũng chỉ ôm ấp mà thôi, không làm thêm gì khác. Chồng, cậu đến đây từ khi nào? Vân Thanh khẽ hỏi. Tiểu bại hoại mới đến sáng nay. Liễu Mộng đón lời. Là chị điện thoại thúc cậu ấy đến, nếu không sợ rằng còn trốn ở đâu đó mà chưa chịu đến. Chị Mộng, nếu chị không gọi điện thoại thì tôi cũng sắp đến. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Gạt người, tôi không tin cậu. Liễu Mộng bĩu môi. Nếu chị không điện thoại cho cậu, sợ rằng vài ngày nữa mới đến. Hạ Thiên quyết định không tranh cãi vấn đề này với Liễu Mộng, vì hắn thắng cũng không có gì hay, vì vậy dứt khoát chuyển chủ đề. Chị Vân Thanh, đám người vừa rồi đến chặn đường là có việc gì? Người trong quan tài là Vân Khánh Quốc, là người Vân Gia Thôn. Vân Thanh nói ra chuyện này mà tâm tình có chút không tốt. Vân Khánh Quốc kia thật ra cũng khá đáng thương, sức khỏe không tốt, nhưng cả nhà gồm vợ con đều là hạng ham ăn biếng làm, kết quả là dù sức khỏe yếu cũng phải vì gia đình mà đi kiếm tiền. Lần này làm đường, Vân Khánh Quốc đến tìm Tiểu Quang, nói muốn tham gia đội thi công. Đáng lý ra sức khỏe Vân Khánh Quốc không tốt, Tiểu Quang không muốn nhận, nhưng cuối cùng Tiểu Quang cũng không nhịn được những lời cầu tình của Vân Khánh Quốc.
lại nghĩ đến tình huống khó khăn của anh ta, vì vậy mới nhận vào đội thi công, hơn nữa còn cho làm những công việc nhẹ nhàng nhất, đồng thời trả lương cũng không ít hơn người khác. Khốn nổi không ai ngờ tối hôm qua anh ấy chợt chảy máu não chết trong nhà. Anh ta chết trong nhà mình, sao lại tìm chị Vân Thanh gây phiền? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Anh rể, bây giờ có những người vì tiền mà cái gì cũng làm được. Lúc này Vân Chí Quang ngồi ở phía trước nói với vẻ mặt bức bối. Điều này cũng phải trách tôi, trước đó tôi mềm lòng thu nhận Vân Khánh Quốc, tôi lại càng không nên đến cho chút tiền khi anh ấy chết đi, hơn nữa lại cho 5.000 đồng. Vì vậy mà bọn họ tưởng tôi có vấn đề, nói là Vân Khánh Quốc chết vì làm việc quá sức. Còn bà nó, dù là chết vì làm việc quá sức thì cũng không phải vì công trường, mà vì bị đám vợ con chết tiệt ở nhà làm cho mệt chết. Bây giờ tất cả đổ lên đầu tôi. Chỉ cần nhớ đến nó là cảm thấy ngột ngạt, đúng là làm người tốt cũng khó. Tóm lại bây giờ bọn họ muốn tiền, đầu tiên là tìm Tiểu Quang, sau đó đến tìm tôi, hôm nay lại trực tiếp đưa quan tài đến chặn đường. Loại người này không nói đạo lý, không luật pháp, thật sự rất bực bội. Bây giờ mọi người sợ nhất là loại người này, bắt cũng không được, vì bọn họ rất muốn vào đồn cảnh sát. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ. Gặp sự việc thế này thì cảnh sát chỉ đến hòa giải. Hy vọng chúng tôi có thể giải quyết, nói trắng ra là hy vọng chúng tôi có thể dùng tiền để xử lý cho xong. Vì ai cũng sợ phiền phức, nếu náo loạn lên báo và TV, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng mặt trái. Bọn họ đòi tiền, lại đòi số lượng lớn, há miệng là vài triệu. Vân Chí Quang căm giận nói. Đúng là đám người điên rồ, đừng nói là Vân Khánh Quốc chết không liên quan đến tôi, dù thật sự liên quan thì tôi nào có số tiền đó. Tôi cũng không biết mình sao lại xui rủi như vậy. Lần trước anh rể quay lại thì gặp tên Ngưu Đại Căn đen đòi tiền, lúc này lại gặp đám người đòi tiền, bọn họ chẳng lẽ coi tôi là kho tiền sao? Thật ra lần này làm đường êm thấm cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Thạch, ai cũng nể mặt chú ấy, chúng tôi cũng đền bù giá cả hợp lý, vì vậy ai cũng sảng khoái ký hiệp nghị. Nhưng tôi cũng không ngờ vấn đề đáng lo lắng nhất lại không xảy ra vấn đề, ngược lại thì bị ảnh hưởng bởi sự kiện trời ơi kia, đúng là khó thể phòng bị cho được. Vân Thanh thật sự bất đắc dĩ. Bây giờ nàng là giám đốc công ty xây dựng, mà công ty xây dựng này có liên quan đến Hạ Thiên, bây giờ đã là một thể với công ty khai phá du lịch của Kiều Tiểu Kiều, vì thế những sự kiện bên này đều do Vân Thanh chịu trách nhiệm. Ôi, Vân Thanh, chị nghe nói những người thích nói lý lẽ thường sợ gặp những kẻ không thích nói lý lẽ. Liễu Mộng cười hì hì. Có người nói chị là kẻ không chịu nói lý lẽ nhất, nếu không chị đi giúp em giải quyết chuyện này, chị sẽ đánh cho bọn họ một trận. Sau đó ném vào trong quan tài, đảm bảo không ai tiếp tục gây phiền. Chị Mộng, thôi bỏ, trước tiên chúng ta mặc kệ bọn họ, dù bọn họ náo loạn thế nào, dù sao Tiểu Kiều cũng đã nói, đường này không nên làm vội, khai phá Thanh Phong Sơn cũng từ từ đẩy mạnh, xem ai kiên nhẫn hơn. Vân Thanh lắc đầu, nàng cũng không muốn Liễu Mộng đi làm náo loạn. Tiểu Thanh, bây giờ cũng không còn sớm, không bằng chúng ta đi dùng cơm trước. Lúc này Thạch Trường Canh đang lái xe cũng mở miệng đề nghị. Vâng, đi về nhà dùng cơm. Vân Thanh khẽ gật đầu. Chú Thạch, nên đi đến Quý Tân Tửu gia thì hay hơn, nơi đó món ăn không tệ, chồng cháu lại rất thích chỗ đó. Chương 1269, Chuyện Xuyên Việt. Được, đến đó dùng cơm. Thạch Trường Canh gật đầu, mọi người nói chuyện thì xe đã vào trong thị trấn Mộc Dương, một lúc sau dừng lại trước quán Quý Tân Tửu gia. Một bữa cơm trưa khá ngon, Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn giống nhau, cả hai nếu so ra thì bất kỳ một người nào cũng ăn hơn hẳn ba người còn lại. Lúc này dù ăn gì thì Liễu Mộng cũng gọi giống Hạ Thiên, có lẽ vì nguyên nhân cả hai đều là băng hỏa linh thể. Dù chưa có người nào từng nghiên cứu cơ thể băng hỏa linh thể có tác dụng phụ gì không, nhưng bây giờ xem ra tác dụng phụ lớn nhất là ăn nhiều. Nếu người có băng hỏa linh thể ở trong nhà giàu thì tốt, nếu sinh trong nhà nghèo, dù không bị băng hỏa linh khí hành hạ đến chết. Cũng chết vì đói. Sau khi ăn xong bữa trưa, đã đến gần 2 giờ chiều, Hạ Thiên đưa Vân Thanh và Liễu Mộng đến biệt thự của Thạch Trường Canh, mà Thạch Trường Canh và Vân Chí Quang lại đến công ty xây dựng, hai bọn họ đều rất thức thời, muốn để lại không gian cho Hạ Thiên và Vân Thanh. Tiểu Bại Hoại, chị đi tắm, hai người cứ chơi trước. Phát hiện trong căn biệt thự này không có ai, Liễu Mộng bắt đầu muốn đi giặt váy, nàng tìm một bộ đồ ngủ của Vân Thanh để thay. Sau đó cầm váy biến mất trước mặt Hạ Thiên và Vân Thanh. Hạ Thiên ôm Vân Thanh rồi thuận miệng hỏi một câu. Chị Vân Thanh, em gái lúc nào cũng quấn lấy chị, bây giờ không có ở nhà sao? Hạ Thiên thật sự rất hiếu kỳ,
hôm nay không thấy nha đầu Thạch Thuần, đúng là không bình thường. Thuần Thuần đi học rồi. Vân Thanh chợt có chút biểu hiện nuông chiều. Trước kia nó không khỏe, không được đi học, bây giờ đã đi học như một cô bé gái bình thường. Thật ra tôi cảm thấy bé gái bình thường cũng có thể không đi học. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. Chị xem, tôi cũng không đến trường, tôi cũng rất bình thường. Được rồi, chồng tôi rất bình thường. Vân Thanh cũng không nói gì, hắn mà bình thường. Sao không làm những việc của người bình thường? Chị Vân Thanh, chỗ này của chị hình như lớn lên rồi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vị trí cao ngất của Vân Thanh. Nào có, vẫn như trước thôi. Vân Thanh phủ nhận ngay. Phải không? Hạ Thiên cười hì hì, hắn đưa tay lên cởi bỏ áo của Vân Thanh. Để tôi xem xét kỹ lại đã. Cậu đấy. Vân Thanh khẽ nói. Cậu muốn thì cứ nói thẳng, tôi cũng không phải chẳng cho cậu xem, không cần lấy cớ như vậy. Hạ Thiên không nói gì, hắn chậm rãi cởi bỏ áo ngực của Vân Thanh, sau đó cúi đầu gặm. Thanh Phong Sơn. Dù là trên núi, gió lớn nhưng nhiệt độ bây giờ đã tương đối cao, lại là giữa trưa nên khí hậu rất ấm áp, nhưng đối với một người tu vi kim đan thì căn bản không có quá nhiều cảm giác. Nhưng Tống Ngọc Mị thật sự cảm thấy trong lòng bùng lên gió mát. Vài giờ trước nàng đi vào gian nhà đá của Dạ Ngọc Mị, lúc đó nàng rất vui sướng, rất kích động, nhưng vài giờ sau nàng cũng không còn gì vui, vì giữa nàng và Mị Di cũng không có cảm giác vui vẻ khi gặp lại. Nàng chỉ mở miệng giải thích mối quan hệ giữa mình với Hạ Thiên, giải thích cho Mị Di hiểu cái tốt của Hạ Thiên, giải thích vì sao nàng thích hắn, nàng hy vọng Mị Di có thể hiểu, hy vọng có thể hòa giải với Hạ Thiên. Đáng tiếc là tất cả chỉ là phí công, tất cả cố gắng của nàng đều là uổng phí, Mị Di vẫn cừu hận Hạ Thiên, thậm chí còn hận hơn cả trước kia, vì vậy bây giờ Mị Di thật sự còn không muốn gặp nàng. Tống Ngọc Mị vẫn còn nhớ rõ nửa giờ trước Mị Di đã đuổi mình ra khỏi nhà đá, đồng thời còn nói. Rời khỏi Hạ Thiên, nếu không đừng đến gặp tôi. Tống Ngọc Mị đã đứng đây nửa giờ, nàng chỉ cách nhà đá vài chục mét, cách Mị Di vài chục mét, tuy khoảng cách gần nhưng lại giống như chân trời góc biển. Khoảng cách tuy gần nhưng thực tế lại xa hơn cả trước kia. Mị Di, chúng ta không trở về như trước kia được sao? Tống Ngọc Mị nhìn vào căn nhà đá mà hai mắt mờ ảo, nàng chợt muốn khóc lớn, nàng không muốn rời khỏi Hạ Thiên, cũng hy vọng ở cùng một chỗ với Mị Di, nhưng vì sao mọi việc lại khó khăn như vậy? Mị Di, vì sao không muốn mọi người ở cùng một chỗ? Tống Ngọc Mị thật sự rất đau khổ, trước khi đến đây nàng có chút hưng phấn và chờ mong. Lúc này thật sự không còn lại gì, thậm chí còn có chút hối hận khi đến đây. Thật ra nàng đã sớm biết Mị Di không thể nào nhanh chóng tha thứ cho Hạ Thiên, nàng chỉ cho rằng mình sẽ làm cho Mị Di nhượng bộ, nhưng nàng thật sự không ngờ sự xuất hiện của mình lại làm cho sự việc thêm chuyển biến xấu. Ngọc Mị, không cần phải khổ sở, tiểu Mị có tính cách như vậy, muốn thay đổi là rất khó. Một âm thanh mềm mại vang lên, không biết Nguyệt Thanh Nhã đã đến bên cạnh Tống Ngọc Mị từ khi nào. Đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây, có một số việc chị muốn thương lượng với em. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào căn nhà đá, sau đó cùng Nguyệt Thanh Nhã bỏ đi. Ngọc Mị, tiểu Mị có nhắc với em về chuyện trước kia không? Nguyệt Thanh Nhã khẽ hỏi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu. Mị Di có nói một ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ nói là không phải người thế giới này, nhưng thế giới nào khác thì không nói cho rõ. Mà em cảm thấy... Có lẽ chị ấy nói về tu tiên giới. Nhưng ngoài thế giới này, chẳng lẽ còn có một tu tiên giới khác? Chị không biết trên thế giới này có tu tiên giới nào khác hay không, nhưng chị biết rõ, ngoài thế giới này còn có một thế giới khác. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Trước đó chị thật sự không biết dùng cách nào để miêu tả, nhưng gần đây Mộng Mộng có nói không ít chuyện, đặc biệt là nói về những bộ phim truyền hình, có vài từ ngữ cổ xưa, có cách nói là xuyên Việt. Khi đó chị cảm thấy đây là từ ngữ thích hợp nhất để nói về mình và tiểu Mị, đó là cả hai xuyên Việt đến đây. Xuyên Việt. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, gần đây từ ngữ này khá lưu hành, dù nàng ít xem tivi cũng biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng nàng không ngờ một sự kiện khó tưởng như vậy lại phát sinh bên cạnh mình. Đúng vậy, chúng tôi đi từ thế giới kia đến bên đây một cách quỷ dị, vô tình đã tạo nên một lối đi. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Đối với chị và tiểu Mị, chỗ này không phải là nhà mình, nhưng khác biệt là 20 năm qua, tiểu Mị vẫn muốn đi về, mà chị thì coi đây là nhà mới của mình, đã quen với cuộc sống nơi đây. Mà một người quan trọng nhất của chị cũng ở đây, vì vậy chị không muốn quay về, dù tìm được đường về cũng sẽ ở lại chỗ này. Nguyệt Thanh Nhã chợt dừng bước,
Lúc này Tống Ngọc Mị chợt phát hiện, trong lúc lơ đãng hai người đã đi xuống trước căn nhà gỗ ở sườn núi, bên ngoài đã có sẵn hai chiếc ghế dựa từ khi nào rồi. Ngọc Mị, ngồi đi, Tiểu Thiên có lẽ đến tối mới về núi. Nguyệt Thanh Nhã ngồi xuống, đồng thời mời Tống Ngọc Mị ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Chị Nguyệt, chị cảm thấy còn đường về sao? Tống Ngọc Mị lo lắng hỏi. Tuy chị đã khuyên Tiểu Mị, nhất định sẽ tìm được đường về, nhưng thực tế thì chị cũng không thể khẳng định như vậy. Nếu đã có một con đường đi thông đến đây, có lẽ cũng có một đường về, nhưng chị cũng không dám khẳng định Tiểu Mị có thể tìm được con đường kia. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một tiếng. Chị để Tiểu Mị ở lại đây một năm, chính là hy vọng trong thời gian đó sẽ làm cô ấy thay đổi, đáng tiếc là vài tháng qua, chị cảm thấy cô ấy càng thêm kiên quyết tìm đường về. Sao lại vậy? Tống Ngọc Mị có chút lo lắng. Chẳng lẽ Mị Di nhất định phải rời khỏi chỗ này sao? Cô ấy không có gì quyến luyến với thế giới này, hơn nữa tính cách của cô ấy có chút. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài, nàng không tiếp tục nói hết lời, chỉ khẽ thay đổi chủ đề. Ngọc Mị, em muốn nghe chuyện giữa chị và Tiểu Mị không? Chị Nguyệt, nếu chị muốn kể, tất nhiên em sẽ muốn nghe, em trước nay đều cảm thấy chưa thật sự hiểu Mị Di, nếu em biết được sự việc năm xưa, biết đâu em sẽ hiểu Mị Di nghĩ gì. Tống Ngọc Mị vội vàng nói. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, trong cặp mắt đẹp có nhiều hơn chút sương mù, giọng điệu cũng có chút lơ lửng, giống như đang đưa Tống Ngọc Mị về một quá khứ xa xăm. Thế giới kia của chúng tôi thật sự không có gì khác biệt về bản chất với thế giới này, cũng là con người như vậy, nhiều loại ngôn ngữ như thế. Chị đã xem qua lịch sử của thế giới này, thật ra thế giới kia của chúng tôi giống như cổ đại của nơi đây, thậm chí tôi còn thấy có chút liên lạc giữa hai thế giới. Nguyệt Thanh Nhã nói rất khẽ, rất dịu, giống như một cơn gió nhẹ khẽ miên man má phấn. Khác biệt chính là thế giới kia của chúng tôi tôn vinh người tu tiên, phàm nhân dù giàu có thế nào, dù quyền cao chức trọng ra sao, trong mắt người tu tiên đều là kiến hôi mà thôi. Tống Ngọc Mị không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Chị sinh ra ở một địa phương gọi là Yên Vân Thành, đó là một trong năm thành lớn, cha chị từng là thủ phủ của Yên Vân Thành, mà chị là Thiên Kim Tiểu Thư. Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng cũng nói quá khứ của mình. Chương 1270, thăng trầm vài chục năm trước. Lúc đó chị không yêu không buồn, trải qua cuộc sống của một vị Thiên Kim Tiểu Thư, nhưng trong mắt cha thì chị cũng không phải là một đứa bé rất nghe lời, chị so với những đứa bé bình thường thì nghịch ngợm hơn. Tất nhiên cha cũng hiểu, chị càng thêm thông minh hơn những đứa bé khác. Nguyệt Thanh Nhã lộ ra nụ cười ngọt ngào, khoảng thời gian khi đó thật sự rất vui vẻ với nàng. Còn Mị Di? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi một câu. Mị Di và chị quen biết nhau từ nhỏ sao? Chị làm quen với Mị Di khi 6 tuổi, ngày đó cô ấy đến trước cửa nhà chị nói muốn ăn. Mà nói ra cũng thật kỳ quái, giữa hai chúng tôi giống như có duyên phận nói không nên lời, dù cô ấy chỉ là một ăn mày. Chị là một Thiên Kim Tiểu Thư, nhưng chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên giống như đã quen thân, sau đó chị đã chia một nửa phần bánh hoa quế cho cô ấy. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Sau đó chúng tôi thành cặp bạn thân. Tống Ngọc Mị chợt kinh hãi, nàng có chút khó tin. Chị Nguyệt, chị nói khi nhỏ thì Mị Di là ăn mày sao? Đúng vậy, Tiểu Mị khi đó còn rất nhỏ nhưng là một ăn mày không cha không mẹ, thậm chí còn không biết ngày sinh của mình, cũng không biết bao tuổi. Không biết tên. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Sau này có một lần đến sinh nhật chị, lúc đó chị mới hỏi cô ấy, để sau này cô ấy cùng làm sinh nhật với chị. Từ đó về sau, sinh nhật của chị và cô ấy là cùng ngày, tuổi của. Hai bên cũng coi như bằng nhau. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Trên người Tiểu Mị có một khối ngọc, vì vậy lúc đầu gọi là Tiểu Ngọc, sau này cô ấy nói không thích Tiểu Ngọc, chị thấy cô ấy rất quyến rũ. Không bằng gọi là Tiểu Mị. Vì vậy mà sau đó cái tên đã được quyết định, cô ấy thành Ngọc Mị. Sau đó cô ấy nói muốn có họ, lúc đầu định cho theo họ Nguyệt, nhưng cô ấy nói không nên, sau khi suy nghĩ thì lại nói thích họ Dạ, vì trăng xuất hiện vào ban đêm, Nguyệt và Dạ sẽ không tách ra, sau này cô ấy lấy tên là Dạ Ngọc Mị. Thì ra cái tên của Mị Di là như vậy. Tống Ngọc Mị lầm bầm, những chuyện này đã đủ làm cho nàng hiểu, Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị có quan hệ rất khăng khít. Không phải nàng có thể sánh được. Từ 6 tuổi đến 8 tuổi, chị và Tiểu Mị cùng ở bên nhau 2 năm, thời gian rất vui vẻ, dù người khác thấy thân phận cả hai là khác biệt, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy mình là bạn bè tốt. Cả hai không có gì giấu nhau, dù là cái gì thì đều chia cho đối phương một nửa. Chị đã từng nói với Tiểu Mị, dù là có thứ gì cũng đều cho cô ấy một nửa,
nhà của chị là nhà của cô ấy, tất cả những gì chị có đều có phần của cô ấy. Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục kể lại chuyện cũ. Chị từng yêu cầu cô ấy đến nhà ở chung, nhưng cô ấy không đồng ý, vẫn muốn làm ăn mày, mà chị là Thiên Kim tiểu thư, hai bên vẫn là bạn bè tốt. Chỉ là 2 năm thôi sao? Tống Ngọc Mị nghe ra có chút không đúng. Sau đó có gì xảy ra? Chị đã sớm nói với em rồi, thế giới kia là nơi tu tiên, vì vậy dù nhà chị có danh vọng ở Yến Vân Thành nhưng cũng không thể đánh lại người tu tiên. Nụ cười trên mặt Nguyệt Thanh Nhã biến mất, thay vào đó là vẻ thương cảm. Cha chị đắc tội với một người tu tiên, kết quả là cả nhà gặp họa diệt môn. Sao? Tống Ngọc Mị chợt hô lên kinh hoàng, nàng cũng không ngờ Nguyệt Thanh Nhã có chuyện cũ đau thương như vậy. Ngày đó tên kia đến tàn sát cả nhà, mà ngày đó chị và Tiểu Mị đang chơi trong nhà, cả hai ở dưới tầng ngầm, khi chị nghe tiếng cha kêu thảm thiết, nghe thấy tiếng những người khác thét gào, khi đó chị cũng không nhịn được rất muốn khóc. Lúc đó chị rất sợ hãi, muốn trèo ra khỏi hầm, nhưng Tiểu Mị giữ chặt miệng chị, đồng thời trực tiếp đánh chị bất tỉnh. Nguyệt Thanh Nhã nhớ lại chuyện cũ mà tỏ ra thương tâm. Đến khi tỉnh lại thì cả nhà chỉ còn một mình chị, lúc đó chị bổ nhào lên thi thể cha, muốn chết đi cùng ông ấy, vì chị cảm thấy mình không còn ai khác. Nhưng Tiểu Mị lại nói, chị còn cô ấy nói đều nghe theo lời chị. Nguyệt Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn căn nhà đá ở phương xa. Khi đó chị bị kích thích rất lớn, đầu óc ngu muội, không biết nên làm gì, thậm chí không thiết dùng cơm. Từ khi đó Tiểu Mị luôn quan tâm đến chị, cô ấy lo lắng đám người tu tiên kia sẽ quay lại, vì vậy cùng chị ở dưới hầm, mỗi ngày đều đi ăn xin rồi lấy về chia cho nhau, luôn cho chị những món ngon nhất xin được. Cứ như vậy mà cô ấy quan tâm đến chị trong thời gian hơn 3 tháng. Trong đầu Tống Ngọc Mị không tự giác được xuất hiện một hình ảnh, một cô bé 8 tuổi dựa vào những thứ xin được để chăm sóc cho một cô gái 8 tuổi khác, tuy nàng chưa từng trải qua tình huống như vậy, nhưng nàng có thể tưởng tượng được tình huống gian khó thế nào. Đã 3 tháng trôi qua, chị dần khôi phục trở lại, sau đó dần tiếp nhận sự thật. Tiểu Mị định đưa chị rời khỏi Yên Vân Thành, đi đến nơi khác, nhưng đến khi cả hai định bỏ đi thì gặp mặt một người. Âm thanh sầu não của Nguyệt Thanh Nhã chợt biến mất, chuyện cũ đau thương đã trải qua rất lâu, bây giờ nàng đã có thể tỉnh táo ứng phó với mọi tình huống. Đó là một người tu tiên khác, một người đến từ Phiêu Miễu Tiên Môn, mà người này cho biết, sở dĩ cha chị bị người kia sát hại cũng vì giúp đỡ người của Phiêu Miễu Tiên Môn. Sau đó chị trở thành người tu tiên sao? Tống Ngọc Mị khẽ hỏi một câu. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Người tu tiên kia cảm thấy hoàn cảnh của chị quá bi đát. Vì thế mới đưa về Phiêu Miểu Tiên Môn, khi Phiêu Miểu Tiên Môn tiến hành khảo thí tư chất của đệ tử, chị được người ta phát hiện có tư chất hơn người, sau đó được môn chủ thu nhận làm đệ tử thân truyền, từ một cô gái bình thường trở thành đệ tử của môn chủ Phiêu Miểu Tiên Môn. Còn Mị Di? Tống Ngọc Mị nhìn không được phải hỏi. Cô ấy vẫn đến Phiêu Miểu Tiên Môn, nhưng tư chất của cô ấy không phù hợp tu luyện công pháp của Phiêu Miểu Tiên Môn, tất nhiên Phiêu Miểu Tiên Môn sẽ không muốn thu nhận làm đệ tử. Khi đó chị nói với sư phụ, sẽ không bao giờ tách ra khỏi Tiểu Mị, vì thế sư phụ cũng thu nhận cả Tiểu Mị. Nguyệt Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ. Chị vốn tưởng rằng Phiêu Miểu Tiên Môn có nhiều công pháp tu luyện, sẽ có thứ phù hợp với Tiểu Mị, nhưng trong thời gian 2 năm, Tiểu Mị vẫn không cách nào tiến vào cánh cửa tu tiên, mà 2 năm đó chị lại phát triển rất mạnh, sư phụ cũng giao ra tâm pháp tu luyện quan trọng nhất của Phiêu Miểu Tiên Môn, cũng chính là Phiêu Miểu tâm pháp mà em cũng đã tu luyện. Rồi sau đó vì sao giữa hai người lại có hiểu lầm? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Chị đã nói với Tiểu Mị, dù cô ấy không thể tu luyện thì chị cũng sẽ quan tâm chăm sóc, như trước kia cô ấy từng chăm sóc chị. Khi đó chị cũng nói, chị nhất định sẽ tìm được tâm pháp tu luyện phù hợp với cô ấy, thậm chí còn có thể truyền Phiêu Miểu tâm pháp cho cô ấy, dù sư môn cấm đoán nghiêm khắc. Nguyệt Thanh Nhã nói có chút khổ sở. Nhưng khi chúng tôi được 10 tuổi, Tiểu Mị nói, cô ấy sẽ rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Môn, vì cô ấy biết có môn pháp phù hợp với mình. Đó là môn phái gì? Tống Ngọc Mị không tự giác được mà bị dẫn dắt vào câu chuyện của Nguyệt Thanh Nhã. Môn phái kia gọi là Nhật Nguyệt Tiên Môn, nhưng còn có một biệt danh gọi là Song Tu Môn, mà Phiêu Miểu Tiên Môn thì trực tiếp gọi bọn họ là Ma Môn, đó là một môn phái mà Phiêu Miểu Tiên Môn cực kỳ khinh thường. Nguyệt Thanh Nhã nói rất nhỏ. Cũng vì vậy mà chỉ cực lực ngăn cản Tiểu Mị vào môn phái đó. Nhưng Tiểu Mị lại rất kiên quyết, sau đó chị đã nói một câu mà đến bây giờ vẫn còn hối hận. Nói cái gì? Tống Ngọc Mị vội hỏi. Chị nói với Tiểu Mị, nếu cô ấy đi Nhật Nguyệt Tiên Môn,
chúng ta sẽ không còn là bạn bè, mà là kẻ địch. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi thở ra một hơi. Chị nói như vậy chỉ vì muốn cho Tiểu Mị thay đổi quyết định, nhưng không ngờ cô ấy vẫn không chùn bước, nhưng cũng vì câu nói này mà cô ấy hận chị gần 30 năm, mãi đến bây giờ cô ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho chị, vì cô ấy cảm thấy chị ruồng bỏ cô ấy, ruồng bỏ tình hữu nghị giữa hai bên. Tống Ngọc Mị không nói gì, vì nàng cảm thấy dù là Nguyệt Thanh Nhã hay Dạ Ngọc Mị đều không sai, nhưng cả hai lại sai vì gặp gỡ khác biệt. Nhật Nguyệt Tiên Môn có một loại tâm pháp tu luyện rất đặc biệt, đó gọi là Băng Nguyệt Tâm Kinh, đây là tâm pháp chỉ phù hợp với những cô bé có cơ thể cực âm. Nhưng Nhật Nguyệt Tiên Môn lại có một biện pháp khác người, bọn họ đưa tâm pháp này cho những cô bé luyện tập, sau này có tác dụng phụ rất lớn, trưởng thành bắt buộc phải cùng song tu với một người tu tiên khác giới, nếu không sẽ bị âm hỏa thiêu chết. Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục nói, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà chị không muốn cho Tiểu Mị tu luyện tâm pháp này. Nhưng vì giữ mình trong sạch nên tiến độ tu luyện của cô ấy là cực nhanh, chưa đến 10 năm đã là một trong những cao thủ trẻ tuổi của Nhật Nguyệt Tiên Môn. Sau đó cô ấy tìm được chị, quyết định phân thắng thua cao thấp, muốn chứng minh cô ấy lựa chọn không sai. Vậy ai thắng? Tống Ngọc Mị rất quan tâm đến chuyện này. Không ai thắng. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Một trận quyết chiến giữa chúng tôi chợt kích thích một trận pháp không biết tên nào đó, vì vậy mà tạo nên con đường đến thế giới này. Sau đó chúng tôi được đưa đến đây, nhưng sau khi đến đây cũng không cùng một nơi, chị tưởng rằng Tiểu Mị đã chết, mãi đến vài tháng trước mới biết cô ấy còn sống. Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị. Ngọc Mị, chị cũng không muốn mất đi Tiểu Mị, chị cũng không hy vọng cô ấy quay về thế giới bên kia, em tình nguyện giúp đỡ chị không? Chương 1271, biện pháp duy nhất. Tất nhiên em tình nguyện. Tống Ngọc Mị trả lời không chút do dự. Nhưng nàng cũng ngay lập tức có chút mê hoặc. Nhưng, chị Nguyệt, em phải làm sao để giúp chị? Bây giờ Mị Di đang giận em, hơn nữa tình cảm giữa chị và Mị Di là rất tốt, bây giờ cũng hiểu lầm chị, em có biện pháp gì để giữ Mị Di ở lại? Em nói không sai, em không có biện pháp để cô ấy ở lại, chị cũng không, nhưng hai chúng ta lại có nguyên nhân căn bản để cô ấy ở lại. Tiểu Mị tuy rất muốn quay về nhưng cô ấy ở thế giới kia không có gì cả. Cô ấy chỉ muốn quay về thế giới mà kẻ tu tiên là vua, thực lực mạnh là trên hết, cô ấy hy vọng trở về thời điểm là một tiên nữ ma môn cao cao tại thượng. Có lẽ em cũng biết, cô ấy hy vọng chị cùng quay về, dù cô ấy có hiểu lầm với chị, nhưng vẫn hy vọng cả hai ở cùng một thế giới, dù làm kẻ địch của nhau cũng được. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Bây giờ thế giới này người cô ấy quan tâm nhất chính là em, vài tháng nay chị cùng cô ấy trò chuyện vài lần, mỗi lần đều không nói được bao nhiêu. Nhưng lại chủ động hỏi đến em. Vì vậy có thể thấy em bây giờ là nỗi lo lắng nhất của cô ấy trong thế giới này. Thật vậy sao? Tống Ngọc Mị có chút hân hoan, nhưng ngay sau đó lại u sầu. Nhưng Mị Di biết em ở cùng với Hạ Thiên và rất tức giận, không muốn gặp lại em. Đúng vậy, cô ấy cũng rất tức giận khi chị ở cùng Tiểu Thiên. Ngọc Mị, em tin không, nếu em và chị cùng rời khỏi Tiểu Thiên, Tiểu Mị sẽ đồng ý ở lại. Nguyệt Thanh Nhã thở dài nói. Sao? Tống Ngọc Mị chợt lắp bắp kinh ngạc. Chị Nguyệt, chẳng lẽ ý của chị là chúng ta cùng tách khỏi Hạ Thiên? Chị cho là như vậy sẽ giúp giữ Mị Di ở lại sao? Còn Hạ Thiên thì thế nào? Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu cắt đứt lời Tống Ngọc Mị. Ngọc Mị, em hiểu lầm rồi, chị tất nhiên sẽ không làm như vậy. Tiểu Mị rất quan trọng với chị, nhưng Tiểu Thiên là người đàn ông quan trọng nhất với sinh mệnh của chị, trong suy nghĩ của chị thì Tiểu Mị và Tiểu Thiên đều quan trọng. Tiểu Mị là người bạn tốt nhất của chị, là chị em, đã từng chung hoạn nạn, cùng chung sinh tử. Vì vậy dù bất kỳ chuyện gì phát sinh, chị cũng không vứt bỏ cô ấy. Còn Tiểu Thiên, cậu ấy là chồng chị, hai bên cùng sống với nhau hơn 16 năm, chúng tôi là vợ chồng, chị không thể nào vì Tiểu Mị mà rời khỏi Tiểu Thiên, nhưng chị cũng không thể vì Tiểu Thiên mà bỏ mặc Tiểu Mị, em hiểu tâm tình của chị không? Tống Ngọc Mị liên tục gật đầu. Hiểu, em hiểu, thật ra, chị Nguyệt. Em cũng giống như chị, vì vậy bây giờ em cũng không biết nên làm sao cho tốt. Trước đó em ở thủ đô cũng đã dự liệu đến khả năng này, vì vậy lúc đó em thậm chí còn suy xét đến một biện pháp có chút hoang đường, em thậm chí muốn làm cho Hạ Thiên thích Mị Di, nếu Hạ Thiên và Mị Di đến với nhau, chúng ta có thể ở cùng nhau. Tống Ngọc Mị nói đến đây thì dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Chị Nguyệt, chị có thấy biện pháp này hoang đường không? Thật ra em cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Em chỉ cảm thấy Hạ Thiên nhìn thấy những cô gái đẹp đều thích,
Mị Di xinh đẹp như vậy, chắc chắn không có lý gì không thích. Tuy trước đó Mị Di và cậu ấy đã vài lần xung đột, nhưng lần đầu tiên hai bên gặp mặt thì cậu ấy đã từng chiếm tiện nghi của Mị Di. Nếu cậu ấy không thích Mị Di, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đến bây giờ cậu ấy sẽ không động tay động chân với người phụ nữ mà mình không thích. Không, chẳng có chút hoang đường nào cả. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu rồi dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tống Ngọc Mị. Ngọc Mị, em có biện pháp này, nói rõ em rất quan tâm đến Tiểu Mị, em đã nói trước, chị cũng không ngại nói cho em biết, thực tế đây là biện pháp duy nhất. Sao? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ. Chị Nguyệt, chị cũng thấy đây là biện pháp tốt sao? Nguyệt Thanh Nhã lại lắc đầu. Cũng không phải là biện pháp rất tốt, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Đúng vậy, em đã nghĩ rất lâu, mà không tìm ra biện pháp nào khác. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng rất thừa nhận lời nói của Nguyệt Thanh Nhã, cái này có lẽ không phải biện pháp tốt, nhưng đây là biện pháp duy nhất, ngoài ra không còn gì khác. Có câu nói cởi chuông cần người buộc chuông, chúng ta và Tiểu Mị có sự khác biệt rất lớn, thật ra đó chính là Tiểu Thiên. Vì vậy chúng ta phải làm cho Tiểu Thiên giải quyết vấn đề giữa mình và Tiểu Mị. Nếu không dù Tiểu Mị không muốn quay về, sau này chúng ta cũng khó thể giải quyết hiểu lầm. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là Tiểu Thiên có thể đánh động được Tiểu Mị sao? Chị Nguyệt, em có chút lo lắng, Hạ Thiên có thể theo đuổi Mị Di hay không? Tống Ngọc Mị suy nghĩ rồi nói. Trước đó mỗi lần Hạ Thiên nhắc đến Mị Di thì giọng điệu đều không tốt. Điều này không cần lo lắng, dù cậu ấy không muốn cũng phải vì chị mà đi làm. Nguyệt Thanh Nhã lại rất tin tưởng. Tiểu sắc lang này từ nhỏ đến lớn đều ức hiếp người khác, trước kia là các vị sư phụ, sau đó xuống núi cũng chỉ ức hiếp người khác. Hắn vô tình bị Tiểu Mị ức hiếp, tất nhiên sẽ rất mất hứng, nhưng không sao, Tiểu Mị là cô gái đẹp đẽ và tài giỏi, không có đàn ông nào không động lòng, Tiểu Thiên lại là Tiểu sắc lang, chỉ là có chút mất hứng mà thôi, đến khi cậu ấy muốn chiếm tiện nghi, sẽ không cảm thấy Tiểu Mị không tốt. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Chị chỉ có chút lo lắng, Tiểu Sắc Lang Tiểu Thiên tuy rất biết cách dụ dỗ các cô gái nhưng Tiểu Mị không phải bình thường, muốn gạt được cô ấy cũng không dễ như vậy. Chị Nguyệt, em cảm thấy nếu Hạ Thiên có ý muốn, như vậy sẽ dễ nắm chặt Mị Di. Tống Ngọc Mị lại có lòng tin ở phương diện này, tuy Mị Di thật sự là cô gái không tầm thường, nhưng Hạ Thiên có thể hái hết 4 đóa hoa ở thủ đô, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Thật ra chúng ta lo lắng không có tác dụng. Dù là thế nào thì chúng ta cũng phải cho Hạ Thiên thử xem thế nào. Nguyệt Thanh Nhã trầm mặc một lúc rồi nói. Chị đã có kế hoạch, chị sẽ để cho Tiểu Mị và Hạ Thiên ở cùng nhau một thời gian, vì cô nam quả nữ dễ sinh tình, chúng ta nên sáng tạo điều kiện cho hai bên. À, em cũng cảm thấy nên như vậy. Tống Ngọc Mị gật đầu. Chị Nguyệt, ý của chị là để Mị Di và Hạ Thiên ở đây với nhau sau. Không, chị muốn cho bọn họ đi xuống dưới núi. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Huyện Mộc Dương. Tiếng rền rĩ vui sướng của Vân Thanh lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Chồng, chờ chút, tôi nhận điện thoại, Vân Thanh chống một tay lên tường, một tay cầm điện thoại, nàng nhìn vào màn hình, định nhận điện thoại nhưng người đàn ông sau lưng lại không ngừng mà liên tục trùng kích. Vân Thanh chỉ biết tạm thời bỏ qua, không tiếp điện thoại, cặp mông lớn khẽ lắc lư, cực lực nghênh đón thế công của Hạ Thiên. Sau khi hoạt động mạnh mẽ kết thúc, Vân Thanh cuối cùng mới có thể cầm lấy điện thoại, sau đó nàng gọi đến số vừa rồi. Tiểu Quang, có chuyện gì? Điện thoại vừa nối thông thì Vân Thanh đã hỏi, thì ra vừa rồi Vân Chí Quang điện thoại đến, mà Vân Chí Quang cũng biết Vân Thanh ở cùng Hạ Thiên, hắn vẫn điện thoại đến, rõ ràng vì có chuyện rất quan trọng. Cũng vì thế mà lúc vừa rồi Vân Thanh mới định nhận điện thoại. Chị, sự việc náo loạn rồi. Vân Chí Quang ở bên kia có chút tức giận. Cũng có chút bất đắc dĩ. Đám người thân của Vân Khánh Quốc đã đưa quan tài đến cổng khu văn phòng chính quyền huyện. Cái gì? Vân Thanh chợt sững sờ, cuối cùng nàng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Bọn họ điên rồi sao? Mà đám người khối chính quyền định làm gì? Còn thế nào nữa, bọn họ cho cảnh sát chặn lại, sau đó cho người liên lạc với công ty của chúng ta, gây áp lực cho chúng ta giải quyết vấn đề. Vân Chí Quang có vẻ rất bất đắc dĩ. Đám người nhà của Vân Khánh Quốc vì biết điều này nên mới kéo quan tài lên cửa chính của khối chính quyền huyện, cố ý náo loạn. Các người đang ở đâu? Vân Thanh suy nghĩ rồi hỏi. Em và chú Canh đang ở trong công ty, bên phía chính quyền phái thư ký đến, đang trò chuyện với chú Canh. Vân Chí Quang có chút tức giận nhưng thật sự không làm gì được.
Chị, em thấy không bằng cầm vài chục ngàn cho bọn họ bỏ đi, náo loạn cũng không phải biện pháp tốt. Chờ chút rồi nói sau, tôi sẽ đến ngay. Vân Thanh cúp điện thoại, sau đó nàng nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường. Chồng, đi theo tôi hay ở lại với chị Mộng? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Chị Vân Thanh, tôi đi với chị. Hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, sau đó bọn họ tìm được Liễu Mộng đang giặt váy. Chị Mộng, váy của chị còn chưa sạch sao? Hạ Thiên cũng hết chỗ nói, sao chị Mộng giặt váy lâu như vậy? Cậu còn nói sao, đều là do Tiểu Bại Hoại cậu làm ra, bây giờ giặt không sạch. Liễu Mộng có vẻ mất vui, nàng cầm váy nói. Cậu xem, chỗ này mãi không sạch. Chị Mộng, đã rất sạch rồi, người khác không thấy đâu. Hạ Thiên vội vàng nói. Chúng ta đi chơi đi, đừng giặt váy nữa. Đi đâu chơi? Liễu Mộng có chút vô tình. Tiểu Bại Hoại, bây giờ chị rất mất hứng, nếu không cậu cho chị đánh một trận, không được trả đòn nhé. Chị Mộng, đánh chồng là không tốt, chị muốn thì tôi sẽ đưa đi đánh người. Hạ Thiên trừng hai mắt. Ở khối chính quyền huyện có người cần ăn đòn. Thật vậy sao? Liễu Mộng cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để thay váy, sau đó kéo Hạ Thiên ra ngoài. Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi đánh người thôi. Chương 1272, tấn công ác liệt. Này, các người đợi một chút. Vân Thanh chợt hô lên, đáng tiếc là nàng đã chậm, Hạ Thiên và Liễu Mộng đã chạy mất tăm mất tích. Vân Thanh cũng có chút đau đầu, nàng cảm thấy chồng và Liễu Mộng thích làm bậy cùng đi với nhau, thật sự làm cho người ta khó thể yên tâm. Lúc này đám người không biết nói lý lẽ kia sợ rằng sẽ gặp phải một đám còn không biết nói lý lẽ hơn nữa. Thật ra Vân Thanh cũng không muốn Hạ Thiên nhúng tay vào chuyện này, dù sao nàng cũng có xuất thân là luật sư, có nhiều chuyện nàng thấy nên sử dụng pháp luật thì hay hơn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên và Liễu Mộng đã chạy đi đánh người, nàng thật sự không thể nào ngăn cản được. Vân Thanh suy nghĩ và quyết định nên đến công ty, dù sao sau này cuộc sống và công tác của nàng cũng gắn liền với chỗ này, cũng nên làm tốt quan hệ với chính quyền. Vân Thanh đã nhanh chóng đến văn phòng công ty xây dựng, sau đó đã gặp vị thư ký Dương của chính quyền thành phố, là một người đàn ông hơn 30, khá lịch sự. Chào chị, Vân tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Khi thấy Vân Thanh thì vị thư ký Dương kia chủ động chào hỏi, có vẻ rất khách khí. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, vì cả đảng ủy chính quyền huyện Mộc Dương đều biết Vân Thanh có quan hệ cá nhân rất tốt với Kiều Tiểu Kiều. Tuy Vân Thanh không phải là người phụ trách công ty khai phá du lịch của Kiều Tiểu Kiều, nhưng thực tế khi không có mặt Kiều Tiểu Kiều, Vân Thanh có thể là người phát ngôn. Mặt khác Đàm gia trước nay rất có thế lực ở huyện Mộc Dương luôn quan tâm đến Vân Thanh, nghe đồn Vân Thanh có quan hệ bất thường với Đàm gia. Đến lúc này những kẻ chính thức biết rõ địa vị của Vân Thanh ở huyện Mộc Dương thì không dám đắc tội, mà vị thư ký Dương này cũng hiểu nhiều về lai lịch của nàng, tất nhiên càng thêm khách khí. Thư ký Dương, anh cũng hiểu nguyên nhân sự việc chứ? Vân Thanh hỏi rất trực tiếp. Vân tiểu thư, thật ra chủ tịch Ngô hiểu rất rõ, chuyện này chị thật sự không sai. Nhưng chị cũng biết rồi đấy, bây giờ ngại nhất chính là những tranh cãi thế này, ý của chủ tịch Ngô chính là người ta dù sao cũng có kẻ chết đi, chúng ta coi như nắm chủ nghĩa nhân đạo, đền bù cho người ta chút tổn thất, không cần quá nhiều, chỉ 100 ngàn cũng đủ rồi. Thư ký Dương nói bằng giọng điệu xin lỗi. Tôi biết rõ như vậy là không công bằng với công ty của chị, nhưng công ty của chị là xí nghiệp lớn, chỉ chịu chút thiệt thòi cũng không có vấn đề gì. Chủ tịch Ngô có nói, sau này chính quyền sẽ ưu tiên cho công ty của chị, xem như đền bù tổn thất. Thư ký Dương, chỉ sợ 100 ngàn căn bản không làm cho bọn họ thỏa mãn, vì bọn họ mở miệng đòi những vài triệu. Vân Thanh lắc đầu nói, điều này Vân tiểu thư có thể yên tâm, chính quyền có thể ra mặt hiệp thương. Tôi đảm bảo sẽ không vượt qua con số 100 ngàn. Thư ký Dương tỏ ra tin tưởng 10 phần. Tôi coi như hiểu bọn họ, nói trắng ra là bọn họ muốn chút tiền, bọn họ có vẻ hô hào lớn tiếng, thật ra chỉ vài chục ngàn là hài lòng rồi. Chị, nếu 100 ngàn thu phục được bọn họ, không bằng cứ cho, nhưng phải đảm bảo sau này không được náo loạn. Vân Chí Quang khẽ nói. Nếu trước kia bọn họ tình nguyện như vậy thì tôi sẽ đồng ý, nhưng bây giờ chỉ sợ không còn cơ hội. Vân Thanh lắc đầu. Anh rể của cậu đã qua, lúc này có lẽ hai bên đã đánh nhau. Sao? Vân Chí Quang chợt ngây người. Anh rể đi đánh người rồi sao? Điều này, chị Mộng đang mất vui, muốn đi đánh người, chồng chị đưa chị Mộng chạy đến khối chính quyền huyện rồi. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ. Với tốc độ của bọn họ,
sợ rằng bây giờ đã đánh xong. Thư ký Dương ở bên cạnh thật sự khó hiểu, cuối cùng không nhịn được phải hỏi một câu. Vân tiểu thư, theo lời của mọi người. Thư ký Dương còn chưa nói dứt lời thì điện thoại đã vang lên, hắn vội vàng lấy ra nghe. Chủ tịch Ngô, à, sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Thư ký Dương cúp điện thoại và dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vân Thanh. Xấu hổ quá, khối chính quyền bên kia xảy ra chuyện gấp, tôi phải về trước. Không đợi Vân Thanh đáp lời, thư ký Dương đã vội vàng chạy đi, lúc này hắn mới hiểu đánh nhau là gì. Trước cổng khối chính quyền thật sự có đánh nhau, nhưng nói một cách chính xác thì có một người đánh với đám người, mà người này không phải là Hạ Thiên, chính là Liễu Mộng. Liễu Mộng rất thích chiếc váy trắng của mình, nhưng hôm nay vì chơi trên tàng cây giường tiên nữ mà bị làm bẩn, sau đó giặt lâu cũng không sạch, vì vậy mà tiên nữ mất vui, mà không vui thì phải tìm mục tiêu xả giận. Nàng vốn định đánh nhau với Hạ Thiên, nhưng hắn không chịu và nàng cũng không nỡ, vì vậy khi hắn nói ở trước khối chính quyền có người cần ăn đòn, nàng đã chạy đến đánh người. Liễu Mộng bình thường là người không nói lý lẽ, khi tức giận lại càng không nói lý lẽ, hơn nữa Hạ Thiên cũng không nói rõ với nàng, chỉ nói nơi đây có kẻ cần ăn đòn, cũng không nói cụ thể đó là ai. Vì vậy lúc này tiểu tiên nữ mất hứng mà tấn công dồn dập, bất kỳ ai. Vì thế mà không những vài chục người cần ăn đòn bị Liễu Mộng đánh cho tơi bời, mà đám nhân viên khối chính quyền vốn đứng xem náo nhiệt, nhân dân đến nhìn cũng bị đánh, thậm chí ngay cả kẻ đi qua đường cũng gặp tai ương, bị Liễu Mộng đánh ngã lăn ra nền đất. Một lúc sau, trước cổng khu chính quyền có một chuyện vui, chỉ có Hạ Thiên và Liễu Mộng còn đứng, đám người đứng xem náo nhiệt thấy tình cảnh này đã tránh ra xa, còn đám người té lăn trên mặt đất, thấy tình huống không đúng, bọn họ vốn định đứng lên nhưng vẫn tiếp tục nằm. Chị Mộng, bây giờ đã vui vẻ chưa? Hạ Thiên hỏi. Vẫn mất vui, tiểu bại hoại, không bằng cậu cho chị đánh một trận. Liễu Mộng tất nhiên không hài lòng, những người kia đánh chẳng vui tí nào. Chị Mộng, xem ra chị thật sự muốn bị đòn. Hạ Thiên kéo tay Liễu Mộng. Chúng ta về nhà đánh nhau. Không cần. Liễu Mộng kháng nghị, tiếc là không hiệu quả, đã bị Hạ Thiên ôm đi. Khi thấy hai người kia bỏ đi, đám người nằm dưới đất mới bỏ lên, quá nguy hiểm, may mà mình chưa bị đánh đã ngã xuống trước. Một tên thanh niên lại không nghĩ ra. Sư phụ, hai người kia là ai? Sao không sợ gì cả vậy? Chú em mới đến chưa lâu, biết thế nào được, hai người bọn họ là Hạ Thiên và Liễu Mộng, đều là những kẻ không thể trêu vào, còn đặc biệt thích bạo lực, tóm lại nhìn thấy bọn họ thì trốn xa mới phải đạo. Người đàn ông lớn tuổi dùng giọng thấm thiên nói. Làm sao bây giờ? Tên thanh niên có chút khó khăn. Nhiều người bị đánh cũng phải giải quyết chứ. Còn cái quan tài. Đừng lo, sẽ có người xử lý, không cần chúng ta chịu tiếng xấu cho kẻ khác. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Một người quá dư thừa tinh lực cũng không tốt, Liễu Mộng chính là điển hình như vậy, vì thế nàng luôn cảm thấy không dùng hết khí lực, bình thường luôn muốn phát tiết ra, ví dụ như muốn đánh người. Cũng may Liễu Mộng cũng có khắc tinh, vì vậy khi nàng bị Hạ Thiên gặm bánh bao cả giờ thì thật sự không còn chút sức lực, kết quả là sức lực dư thừa đã được phát tiết. Cuối cùng đánh nhau một trận với Hạ Thiên trên giường mới trở nên dễ bảo. Tất nhiên Liễu Mộng ra tay đánh cho đám người kia một trận thật sự có tác dụng, cũng không phải vì người nhà của Vân Khánh Quốc cảm thấy sợ hãi. Thực tế sau khi đám người kia bị đánh thì càng đứng trước khối chính quyền để ăn vạ, thực chất vụ việc chẳng qua là khối chính quyền chẳng có mấy trách nhiệm với nhân dân, lần này vợ và con của Vân Khánh Quốc cũng không tính là cố tình gây sự. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Triệu Minh siêu thân là bí thư huyện Mộc Dương. Hắn biết Hạ Thiên đã đến huyện Mộc Dương, vì vậy chợt ý thức được vấn đề. Nếu hắn không giải quyết chuyện này, sợ rằng náo loạn ngày càng lớn, kết quả là hắn nhanh chóng ra mặt, mất cả buổi chiều để giải quyết vấn đề. Vân Thanh và công ty thật sự không bỏ ra đồng nào, đám người nhà của Vân Khánh Quốc cũng nhận được khá nhiều chỗ tốt, nhưng cụ thể là gì thì người ngoài cũng không rõ. Sau khi biết được tin tức thì Vân Thanh không khỏi lắc đầu, quả nhiên giống như rất nhiều người từng nói, rất nhiều chuyện chẳng phải không thể giải quyết. Vấn đề là có muốn giải quyết hay không mà thôi. Mà nàng cũng coi như hiểu rõ, vẫn là người đàn ông nhà mình có uy lực lớn, vừa xuất hiện đã xử lý xong vấn đề. Chồng, chị Mộng làm sao vậy? Lúc trạng vạng tối, Vân Thanh về nhà, phát hiện Hạ Thiên ôm Liễu Mộng ra khỏi phòng ngủ, mà Liễu Mộng thì giống như bất tỉnh nhân sự. Không có gì, chỉ là đang ngủ mà thôi. Hạ Thiên trả lời. Chị Vân Thanh, tôi đã đồng ý với thần tiên tỷ tỷ là tối nay sẽ về Thanh Phong Sơn. Vì vậy phải đưa chị Mộng quay về. À, được rồi. Vân Thanh có chút thất lạc,
nhưng nàng vẫn gật đầu, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chồng, vậy cậu còn ở huyện Mộc Dương không? Nếu chị Vân Thanh còn ở đây, tôi sẽ còn tới. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng, chị Vân Thanh, chị không cần cứ ở mãi đây, vài tháng sau chị nên về thành phố Giang Hải, khi đó chúng ta sẽ ở trong Thần Tiên Đảo. À, tôi biết rồi. Vân Thanh khẽ gật đầu. Chồng, vậy cậu đi trước, đừng để cho chị Nguyệt chờ quá lâu. Hạ Thiên gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì mà ôm Liễu Mộng ngủ say rồi biến mất trước tầm mắt Vân Thanh. Chương 1273, đưa chị ấy đi. Khi Hạ Thiên quay về Thanh Phong Sơn thì trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen, hắn nhanh chóng đặt Liễu Mộng đã ngủ say lên giường, sau đó đi ra mở cửa, nhìn Tống Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đang ngồi cùng với nhau rồi tò mò hỏi. Thần Tiên tỷ tỷ, vợ Mị Mị, cả hai đang ngồi cùng nhau nhìn hoàng hôn sao? Không phải. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu, nàng khẽ ngoắc để Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh. Hạ Thiên ngồi xuống, nhưng trước khi ngồi hắn bế Nguyệt Thanh Nhã lên, sau đó ngồi xuống vị trí vừa rồi của nàng, lại thuận tiện đặt nàng lên đùi mình. À, mặt trời đã xuống núi, hai người không phải ngắm hoàng hôn, nhưng có lẽ đang chờ ngắm bình minh sao? Mặt trời còn lâu lắm mới xuất hiện. Hạ Thiên còn nói thêm. Cũng không phải, hai chúng tôi ngồi đây để nhìn Mị Di. Tống Ngọc Mị dịu dàng nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Nhìn chị ta làm gì, mà chị ta cũng đâu có ở đó. Là nhà đá của Mị Di, ở hướng kia. Tống Ngọc Mị giải thích. Vợ Mị Mị, chị đã đến gặp chị ta chưa? Hạ Thiên hỏi. Nếu xong thì mai tôi đưa chị về. Được rồi, tiểu sắc lang, đừng nóng vội đưa Ngọc Mị đi, cô ấy còn phải ở lại đây có chút việc. Nguyệt Thanh Nhã lúc này mở miệng, sau đó nàng quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị. Ngọc Mị, hôm nay em cũng đã mệt, trước tiên cứ vào phòng nghỉ ngơi, chỉ có chuyện cần nói với tiểu sắc lang. Vâng, chị Nguyệt, em vào trước. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu rồi đi vào nhà gỗ. Khi thấy Tống Ngọc Mị đi ra, Nguyệt Thanh Nhã khẽ vùng người ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Tiểu sắc lang, chỉ có chuyện quan trọng cần cậu đi làm giúp. Bàn tay mềm mại của Nguyệt Thanh Nhã vẫn nắm lấy tay Hạ Thiên, giọng điệu vẫn dịu dàng động lòng người. Thần Tiên tỷ tỷ, có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, Thần Tiên tỷ tỷ đã khỏi bệnh, có gì quan trọng nữa chứ? Tiểu Mị ở đây vài tháng, tuy đã dựa theo ước định trước đó là phải ở lại hơn nửa năm nữa mới được đi, nhưng chị biết rõ, thật ra cô ấy đã rất muốn bỏ đi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói. Tiểu sắc lang, chị nghĩ muốn cậu đưa cô ấy đến một nơi. Tốt! Hạ Thiên đồng ý, hắn lập tức vui sướng, cuối cùng cũng đuổi người phụ nữ Tống Ngọc Mị này đi, thật sự quá tốt. Tiểu sắc lang, vài tháng trước chị đã nói với cậu, khi chị và Tiểu Mị quyết chiến với nhau ở thế giới kia đã tạo ra một con đường để đến nơi này. Nhưng điều kỳ quái là chị và Tiểu Mị không xuất hiện cùng một chỗ ở thế giới này, lần đầu tiên Tiểu Mị xuất hiện là ở khá gần thủ đô, mà vị trí của chị thật ra cách không xa Thanh Phong Sơn này. Nguyệt Thanh Nhã vẫn nói rất dịu dàng. Tiểu Mị trước nay luôn tin có đường quay về, thật ra cô ấy luôn tìm đường về, nếu có thể đến vị trí đầu tiên xuất hiện, có lẽ sẽ tìm được phương pháp. Vậy thì cứ để cho chị ta đi, để chị ta quay về. Hạ Thiên thật sự cầu còn chưa được. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Tiểu sắc lang, chỉ muốn cậu làm một việc, chính là cậu và Tiểu Mị đi đến chỗ kia. Được. Hạ Thiên đồng ý ngay. Thần Tiên tỷ tỷ, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa con đàn bà chết. À, dạ Ngọc Mị đến chỗ kia, tôi có thể tìm ra phương pháp cho chị ta quay về, thuận tiện đưa chị ta về chỗ cũ. Không, tiểu sắc lang, cậu hiểu sai ý của chị rồi. Nguyệt Thanh Nhã lại lắc đầu. Chị muốn cậu và cô ấy đi đến đó, sau đó đưa cô ấy về đây, nếu cậu tìm được phương pháp quay về cũng không nói cho cô ấy biết, nếu tìm được thì cũng phải nghĩ biện pháp để cô ấy không thể quay về. Tóm lại, chỉ cần cậu đi cùng cô ấy, cũng cùng cô ấy quay về, tiểu sắc lang, hiểu ý chưa? Thần Tiên tỷ tỷ, tôi thật sự không hiểu. Hạ Thiên mất vui, hắn bắt đầu có chút buồn bực, hắn thầm nghĩ muốn đuổi Dạ Ngọc Mị đi, không ngờ lại phải mang về. Tiểu sắc lang, chị đã từng nói chuyện giữa mình và Tiểu Mị cho cậu nghe rồi, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu, nhưng chị muốn cho cậu biết, chị không thể không có cậu, cũng không thể thiếu Tiểu Mị, chỉ cần cô ấy ở lại thế giới này và làm bạn với mình, cậu hiểu chưa? Nguyệt Thanh Nhã dùng ánh mắt đẹp nhìn Hạ Thiên, trong mắt tràn đầy tình cảm. Thật ra không riêng gì chị, Ngọc Mị cũng nghĩ như vậy, vì thế chị mới để cậu đi cùng Tiểu Mị, hy vọng cậu lợi dụng khoảng thời gian đó để đánh động Tiểu Mị,
để cô ấy tình nguyện quay về, hiểu chưa? Hạ Thiên vô tình khẽ gật đầu. Thần tiên tỷ tỷ, tôi hiểu, chị muốn tôi tìm cách biến chị ấy thành vợ mình. À, chỉ có như vậy thì chị, Tiểu Mị, Ngọc Mị và cậu mới thật sự ở cùng nhau. Tiểu Sắc Lang, tuy chị biết rõ bây giờ cậu có hiểu lầm với Tiểu Mị, nhưng chị tin, sau này cậu sẽ thích Tiểu Mị. Nguyệt Thanh Nhã dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Cậu có thể đồng ý không? Thần tiên tỷ tỷ, tuy tôi không thích Dạ Ngọc Mị kia, nhưng việc chị muốn làm, tôi nhất định sẽ làm. Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý không chút do dự. Chị biết rõ cậu sẽ đồng ý, nhưng, Tiểu Sắc Lang, cậu phải đồng ý không thể dùng sức mạnh với Tiểu Mị, cậu phải để cho cô ấy tình nguyện. Nguyệt Thanh Nhã cũng không có bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thiên, vì người đàn ông này trước nay luôn rất nghe lời nàng. Được rồi. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn vốn muốn đánh mạnh vào mông Dạ Ngọc Mị để ép đối phương làm vợ mình, như vậy chẳng những làm thần tiên tỷ tỷ vui, cũng làm hắn phát tiết. Nhưng bây giờ xem ra hắn không thể chút giận, nếu không thần tiên tỷ tỷ sẽ mất hứng. Tiểu Sắc Lang, thật ra tuy chị không muốn để Tiểu Mị quay về, thật sự là vì không muốn cô ấy đi mất, nhưng thực tế cũng vì tương lai của chúng ta mới không cho cô ấy đi. Nguyệt Thanh Nhã lúc này nói thêm. 20 năm trước chị và Tiểu Mị mất tích, nếu bây giờ quay về, sư môn sẽ nhất định đi tìm cô ấy. Chị tin, Phiêu Miểu Tiên Môn nhất định sẽ tìm được biện pháp đến đây, đến lúc đó chỉ sợ chị không khỏi không về, không làm tốt thì chúng ta sẽ phải tách ra. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta sẽ không tách ra. Hạ Thiên lập tức nói. Dù người của Phiêu Miểu Tiên Môn có đi tìm chị, như vậy tôi cũng sẽ đuổi bọn họ đi, còn nữa, thần tiên tỷ tỷ cứ yên tâm, tôi sẽ không cho Dạ Ngọc Mị quay về. Câu nói vừa rồi của Nguyệt Thanh Nhã thật sự làm cho Hạ Thiên coi trọng chuyện này, hắn thầm quyết định, tuyệt đối không cho Dạ Ngọc Mị quay về, nếu không thể tán tỉnh được Dạ Ngọc Mị, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc vi phạm ý nguyện của thần tiên tỷ tỷ mà dùng sức mạnh để ép Dạ Ngọc Mị ở lại, vì hắn không muốn thần tiên tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Tiểu Sắc Lang, chỉ cần vài ngày thuyết phục Tiểu Mị đi cùng cậu đến chỗ kia, vì vậy vài ngày sau cậu nên xuống núi với các nàng Mộng Mộng, khi có tin chị sẽ để Ngọc Mị xuống thông báo. Nguyệt Thanh Nhã khẽ đứng lên rồi kéo Hạ Thiên đứng lên theo. Vào thôi, đêm nay chúng ta nghỉ sớm. Tâm tình của Hạ Thiên cũng tốt hẳn lên, xem ra tối nay tuyệt đối không ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cả đêm không ngủ, hắn đang định ghé vài bờ vai mềm của thần tiên tỷ tỷ để ngủ một giấc, nhưng âm thanh của Liễu Mộng đã truyền vào. Tiểu Bại Hoại, thức dậy, theo chị xuống núi ăn sáng. Liễu Mộng vừa hô vừa gõ cửa. Hạ Thiên nhắm mắt cố ý không lên tiếng. Tiểu Bại Hoại, cậu đừng giả vờ, chị biết rõ cậu có nghe thấy, cậu mau ra đây, nếu không chị sẽ tiến vào. Liễu Mộng lại la lên. Đi thôi, chị còn phải nghỉ ngơi. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói, lúc này nàng không giống là một tiên tử, giống một người phụ nữ bình thường hơn. Chị Mộng, tôi sẽ ra ngay. Hạ Thiên biết không còn cách nào khác, không riêng gì vì thần tiên tỷ tỷ, mà hắn biết rõ. Hắn không ra thì chị Mộng sẽ chạy vào, bây giờ chị Mộng chưa vào vì biết bên trong có thần tiên tỷ tỷ mà thôi. Liễu Mộng tuy không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất tôn trọng Nguyệt Thanh Nhã, nếu không với tính cách của nàng, sợ rằng đã trực tiếp chạy vào kéo Hạ Thiên thức dậy. Nhanh lên! Liễu Mộng thúc giục. Đói muốn chết rồi. Hạ Thiên muốn lười biếng nhưng Liễu Mộng thúc giục như vậy, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ mặc quần áo. Chưa đến một phút sau hắn đã ra khỏi phòng. Sau đó chưa đến một phút sau đã kéo Liễu Mộng bay xuống núi, vài phút sau đã xuất hiện trong một hàng quán dưới chân núi. Thôn Thanh Phong trước kia không có hàng quán bán thức ăn sáng, bây giờ đã có và kinh doanh rất khá. Hạ Thiên đưa mắt nhìn và phát hiện chỗ này thật sự không có quá nhiều món, ngoài mì ra thì chỉ là bánh bao và bánh bao. Cũng may mà Hạ Thiên không quá khó ăn, mà Liễu Mộng đang đói cũng vậy, cả hai ăn hai tô mì và mỗi người một sao sao gờ bánh bao. Chị Mộng. Hôm nay chị muốn đi đâu chơi? Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên lại phát hiện mình càng muốn ngủ, hắn vừa ngáp vừa hỏi. Chị đi đóng phim, cậu đến xem. Liễu Mộng có quyết định. Hạ Thiên chợt buồn bực, hắn lẩm bẩm. Hay tôi cũng đóng phim luôn. Chương 1274, trước tiên đùa giỡn trên giường cái đã. Vài phút sau Hạ Thiên bị Liễu Mộng kéo đến tổ quay phim, hai người vừa tiến vào phòng thì có nhiều người chào đón, ai cũng nhiệt tình chào hỏi Liễu Mộng. Sau đó đám người Ngô An Phong cũng đi ra, khi thấy Liễu Mộng xuất hiện thì Ngô An Phong cuối cùng cũng thở ra một hơi. Chị Mộng Mộng, chị đã đến rồi.
Địch Viện chạy đến, nàng bây giờ thật sự rất thân với Liễu Mộng. Liễu tiểu thư, cô đến rất đúng lúc, có một việc cần thương lượng với cô. Ngô An Phong tuy là đạo diễn nhưng cực kỳ khách khí với Liễu Mộng. Phương diện kịch bản, cô xem có nên sửa chữa một chút không? Sửa thế nào? Liễu Mộng thuận miệng hỏi, nàng cũng cảm thấy rất bình thường với chuyện tổ quay thay đổi kịch bản, vì nàng thường hay làm trò sằng bậy nên không thể không sửa, vì thế sau khi nghe nói sửa đổi thì cũng không có gì kỳ quái. Là thế này, nam và nữ nhân vật chính thật sự có quá ít cảnh ở cùng nhau, tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngày hôm qua Lục Tiềm lại có lời đề nghị, tôi cảm thấy lại rất tốt. Cậu ấy nói nam nữ nhân vật chính nên cho thêm nhiều cảnh gắn kết tình cảm, sau đó đến phần cuối là hôn môi, như vậy sẽ hoàn mỹ hơn, người xem cũng thích kết cục đại đoàn viên như vậy. Ngô An Phong dùng giọng không nhanh không chậm nói. À, thì ra tên khốn muốn lặn xuống đất nói bậy bạ sao? Liễu Mộng chợt mất hứng. Đầu óc anh ta có vấn đề à? Hèn gì gọi là lặn xuống mặt đất Lục Tiềm, đúng là cái tên có ý nghĩa. Khụ, khụ. Bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, không phải của ai khác, chính là Lục Tiềm. Làm gì vậy, chú em có bệnh sao? Không thì ho cái gì? Liễu Mộng trừng mắt nhìn Lục Tiềm. Chú em muốn quay cảnh hôn sao? Chú em muốn chiếm tiện nghi à? Có tin chị để cho Tiểu Bại Hoại đánh chú không? Này, Tiểu Bại Hoại. Liễu Mộng cảm thấy có chút kỳ quái, có người muốn chiếm tiện nghi của nàng, Tiểu Bại Hoại sao không có phản ứng? Nhưng nàng quay đầu lại nhìn. Phát hiện Hạ Thiên không ở bên cạnh mình, hắn đã chạy đi đâu mất biệt. Chị Mộng Mộng, Hạ Thiên ở chỗ đó. Địch Viện kéo tay Liễu Mộng chỉ vào một góc. Liễu Mộng nhìn vào, thì ra Hạ Thiên đang ngồi trên một cái ghế trong góc, hắn đang ngủ o o, hèn gì không có phản ứng, thì ra là như vậy. Này, Tiểu Bại Hoại, tỉnh lại. Liễu Mộng chợt mất hứng, nàng chạy đến Hạ Thiên, kéo hắn lên khỏi ghế. Chị Mộng, chị cứ quay phim đi, để tôi ngủ một lát. Hạ Thiên cuối cùng bị đánh thức, hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói. Thật sự là hắn rất buồn ngủ, từ tối hôm trước đến hôm qua, hắn thật sự chưa được ngủ ngon, còn chưa được nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ rất muốn làm một giấc. Này, Tiểu Bại Hoại, cậu ngủ thì tôi cùng người ta quay cảnh hôn nhau đấy nhé. Liễu Mộng mất hứng nói. Hạ Thiên chợt tỉnh ngay. Chị Mộng, đứa nào muốn quay cảnh hôn chị, đùa với đại ca sao? Là chú em muốn lặn trên đất kia. Liễu Mộng chỉ vào Lục Tiềm đứng cách đó không xa với vẻ mặt khó coi. Chú em kia rõ ràng muốn đạo diễn sửa kịch bản, muốn quay cảnh hôn chị, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi. Á! Liễu Mộng còn chưa nói dứt lời thì Lục Tiềm đã gào lên rồi bay ra khỏi cửa chính. Hạ Thiên lại giống như không chuyển động. Chị Mộng, tôi đã đạp tên kia bay khỏi đây, bây giờ tôi tiếp tục ngủ. Hạ Thiên nói ngủ là ngủ. Hắn ngồi xuống ghế, chưa đến 10 giây sau đã tiến vào mộng đẹp. Ai bảo tối qua cùng chị Nguyệt cả đêm? Liễu Mộng lầm bầm một câu, ngược lại cũng không đánh thức Hạ Thiên mà nhìn Ngô An Phong. Đạo diễn, tôi muốn sửa lại kịch bản, không cần nam nhân vật chính. Đám người ở đây nghe nói như vậy thì không khỏi chóng mặt, không cần nam nhân vật chính. Lục Tiềm chẳng phải sẽ phải cút xéo sao? Chị Mộng Mộng, không có nam nhân vật chính hình như sẽ không tốt. Chị không cần cùng quay phim với anh ấy, không cần đóng cảnh hôn nhau là được. Địch Viện khẽ lên tiếng khuyên nhủ. Ngô An Phong dùng ánh mắt cảm kích nhìn Địch Viện, tuy bộ phim này nữ nhân vật chính là Liễu Mộng, nhưng nếu không có nam nhân vật chính thì sẽ cực kỳ khiếm khuyết. Tóm lại cần phải thay đổi tên muốn lặn xuống đất kia, hắn bị điên, tôi cũng không muốn diễn với hắn. Liễu Mộng cuối cùng cũng nói ra lời bất mãn với Lục Tiềm, người này muốn chiếm tiện nghi của nàng, còn muốn hôn môi mới chết nữa chứ. Ngô An Phong chợt đau đầu, phải biết rằng Lục Tiềm bây giờ là diễn viên nổi tiếng, kỹ thuật cũng rất cao, nếu thay đổi thì rất phiền. Liễu Mộng, cô đừng quá đáng. Âm thanh tức giận từ ngoài cửa truyền vào. Âm thanh này tất nhiên xuất phát từ Lục Tiềm, hắn chỉ bị Hạ Thiên đá văng mà thôi, lần này cũng không sinh ra án mạng. Nhưng bộ dạng của hắn rất khốn khổ, mặt mũi bầm dập, rõ ràng vừa mới bị ăn đất, bị đá văng không nhẹ. Sao chú em lại vào đây? Liễu Mộng chợt mất hứng. Chú có tin chị đây gọi Tiểu Bại Hoại dậy cho ăn đòn không? Liễu Mộng, cô để bạn trai đánh tôi cũng được, nhưng bây giờ lại muốn không có nam nhân vật chính, cô không thấy mình chẳng nói lý lẽ sao? Lục Tiềm tức giận nhìn Liễu Mộng. Chị đây vốn không nói lý lẽ bao giờ. Liễu Mộng rất kỳ quái. Còn nữa, phim là chị bỏ tiền làm, chị muốn đổi ai cũng được,
vì vậy chị nhất định phải đổi chú em, bây giờ chú em có thể đi, chú không đi thì chị sẽ để tiểu bại hoại cho ăn đòn. Liễu Mộng, nếu cô dám đổi tôi sẽ không cho tổ quay phim một ngày an lành. Lục Tiềm dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói. Những người khác đều không nói gì, kể cả đạo diễn Ngô An Phong. Bọn họ đã cùng làm việc lâu ngày với Liễu Mộng, ai cũng biết nàng chưa từng nói lý lẽ, còn nàng muốn đổi ai thì cứ tự nhiên, đây là sự thật. Tuy trên danh nghĩa là phim đầu tư từ Kiều Gia, nhưng Ngô An Phong thấy rất rõ, Kiều Gia và Liễu Mộng là một. Tiểu Bại Hoại, thôi bỏ, Tiểu Bại Hoại đang ngủ, chị cũng lười gọi. Liễu Mộng gọi Hạ Thiên một câu, phát hiện hắn không có phản ứng, vì vậy tiến lên đá văng Lục Tiềm ra ngoài, sau đó nói. Chú em cuốn gói đi đi. Khi thấy Lục Tiềm bị đá văng ra ngoài thì mọi người có chút đồng tình, đồng thời cũng thấy tên này quá ngốc, hèn gì người ta nói đám diễn viên thường không thông. Minh, người nào cũng biết trong tổ làm phim thì Liễu Mộng là kẻ không thể đắc tội, nhưng sao tên kia lại không biết? Ngô An Phong coi như hiểu rõ, nhân vật nam chính phải thay đổi, nhưng Lục Tiềm trước kia đã quay rất nhiều cảnh, có nên dùng đến không? Chị Mộng Mộng, bây giờ không có nam nhân vật chính, thật sự không dễ làm. Địch Viện rất đặt nặng bộ phim này, vì nàng thấy mình không còn là nhân vật, cực kỳ phụ, trong bộ này, nàng thấy mình có thể là diễn viên lưu danh thiên cổ. Nếu không thì chị và Tiểu Bại Hoại sẽ quay cảnh hôn nhau. Liễu Mộng cười hì hì chỉ vào Hạ Thiên đang ngủ. Để cho Tiểu Bại Hoại làm nhân vật chính là được. Liễu Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh chỉ sợ không có thời gian đâu. Hoắc Nham nhìn không được phải nói. Hình như cũng đúng. Liễu Mộng suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Cậu ấy chỉ thích quay cảnh trên giường mà thôi, nhưng cảnh trên giường sao có thể quay. Vì vậy tôi thấy nên sửa lại kịch bản. Chị Mộng Mộng. Chị muốn sửa thế nào? Địch Viện hỏi, sau đó nhắc nhở một câu. Chị Mộng Mộng, nếu không có nam nhân vật chính thì thật sự không tốt, chỉ có thể cho nhân vật nam chính ít xuất hiện cũng được, cũng không cần quay cảnh nóng cũng được. À, có nam nhân vật chính cũng đúng, hắn có thể thích tôi, muốn theo đuổi tôi, điều này là bình thường, vì tôi rất đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thích. Đoạn cuối phim cho nam nhân vật chính trở lại thành phố, tôi ở trên núi và Tiểu Bại Hoại hôn nhau. Cứ như vậy đi, tôi thấy vậy là rất tốt. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên ngủ mà không khỏi mất hứng. À, Tiểu Bại Hoại ngủ cả ngày, nếu không thì trong phim cho cậu ấy là một người bệnh. Hi hi, tôi là tiên tử chăm sóc chồng sinh bệnh, tuy bên ngoài có anh chàng đẹp trai. Theo đuổi, nhưng tôi vẫn không thích, vẫn về núi cùng chồng. Một tiên nữ như vậy ai cũng thích chứ, mọi người thấy có phải không? Ôi, chị Mộng Mộng. Tôi cảm thấy ý kiến của chị là rất hay, ai cũng thích kết cục viên mãn, kết cục như của chúng ta là rất mới lạ. Địch Viện tán thưởng một câu, sau đó nhìn Ngô An Phong. Đạo diễn Ngô, ông cảm thấy thế nào? À, tôi cảm thấy sáng ý của Liễu Tiểu Thư khá tốt, chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa, có lẽ không có vấn đề. Ngô An Phong cũng khẽ gật đầu. Này, trước tiên nên lợi dụng Tiểu Bại Hoại đang ngủ để quay cảnh tôi và cậu ấy hôn nhau đi. Liễu Mộng có chút hưng phấn. Ngô An Phong ngây người, sau đó có chút chần chừ, cuối cùng gật đầu nói. Được, trước tiên chuẩn bị máy. À, đổi địa điểm. Liễu Mộng chạy đến bế Hạ Thiên lên, mà đám người Ngô An Phong cũng bắt đầu chuẩn bị. Hạ Thiên ngủ rất say, căn bản không chút phản ứng. 10 phút sau mọi người chuẩn bị xong, Liễu Mộng và Hạ Thiên chuẩn bị hôn nhau, mà khi Liễu Mộng động môi hắn, cuối cùng hắn cũng tỉnh, coi như một nụ hôn cuồng nhiệt. Xong. Vài phút sau Ngô An Phong thỏa mãn vung tay, nụ hôn này đã xong, nhưng Hạ Thiên và Liễu Mộng vẫn còn tiếp tục hôn nhau. Sau khi hôn thêm vài chục giây, Liễu Mộng chợt vùng ra, sau đó nàng nói. Này, các người đều ra ngoài, chúng tôi muốn diễn cảnh giường chiếu, không cần ghi hình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng thức thời bỏ đi nhường phòng cho Hạ Thiên và Liễu Mộng. Lúc này cả hai cũng không khách khí mà bắt đầu cảnh giường chiếu. Tuy trước đó Hạ Thiên rất buồn ngủ, nhưng khi xong tu cùng Liễu Mộng, hắn sẽ không buồn ngủ. Bọn họ đóng cảnh giường chiếu cả ngày, tất nhiên cũng không phải hoạt động cả ngày, căn bản là làm xong hoạt động thì ngủ đến tối. Tiểu Bại Hoại, tối nay chúng ta có lên núi không? Sau khi ăn xong bữa tối, Liễu Mộng hỏi Hạ Thiên. Chương 1275, chúng độc trừ sâu. Chị Mộng, lúc này tôi sẽ không lên núi, thần tiên tỷ tỷ nói tôi ở dưới núi chờ. Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hắn thật ra rất muốn lên núi, nhưng trước đó thần tiên tỷ tỷ đã nói không cần đi,
vì vậy bây giờ hắn thật sự không đi. Liễu Mộng cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu bại hoại, chị Nguyệt sao lại để cậu chờ dưới chân núi? Liễu Mộng không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói. Hi hi, chị biết rồi, nhất định là tối qua tiểu bại hoại bám lấy chị Nguyệt không tha, vì vậy chị Nguyệt không muốn chơi với cậu nữa. Chị Mộng, thần tiên tỷ tỷ cũng không phải như vậy, vì chị ấy có chút việc cần nói với Dạ Ngọc Mị, chị ấy biết rõ tôi không thích Dạ Ngọc Mị, vì thế mới bảo tôi xuống núi chờ. Hạ Thiên phản bác một câu, trong lòng lại buồn bực, không phải vì thần tiên tỷ tỷ bắt chờ dưới núi, mà vì nghĩ đến tình huống vài ngày nữa phải đi cùng Dạ Ngọc Mị. Khốn nổi như vậy chưa đáng nói, hắn phải tìm cơ hội ở chung với Dạ Ngọc Mị để tán tỉnh, điều này làm hắn thật sự bức bối. Tuy Dạ Ngọc Mị thật sự rất đẹp và có thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ, hơn nữa cơ thể của Dạ Ngọc Mị rất nóng bỏng, dù là đàn ông thì nhìn thấy sẽ động tâm ngay. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại phải đi với Dạ Ngọc Mị, hắn không được ức hiếp nàng, mà trước đó hắn luôn là kẻ bị hại trước mặt nàng, còn bị nàng ép làm ăn mày. Muốn mình tìm cách lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, đây là điều thần tiên tỷ tỷ làm khó mình, nhưng thần tiên tỷ tỷ thật sự thích Dạ Ngọc Mị, điều này không có biện pháp. Hạ Thiên thầm nói. Sau đó lắc đầu, quyết định không nghĩ đến vấn đề này, nếu không sẽ càng lúc càng khó hiểu. Tiểu bại hoại, cậu không cần lên núi, chị cũng không đi, chúng ta đi đâu chơi đây? Liễu Mộng vốn định lên núi, nhưng bây giờ Hạ Thiên không đi, nàng cũng thay đổi. Đi đâu chơi? Hạ Thiên nghe vậy thì không biết trả lời thế nào, Thanh Phong thôn này thì có cái quái gì? À, hay chúng ta đến huyện Mộc Dương chơi? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Huyện Mộc Dương có chỗ nào vui mà chơi? Liễu Mộng không muốn đi. Hay chúng ta về thành phố Giang Hải? Hạ Thiên có tư tưởng mới. Dù sao nơi này cũng gần Giang Hải, chúng ta bay nửa giờ là xong. Cặp mắt đẹp của Liễu Mộng chợt rực sáng, rõ ràng nàng động tâm với lời đề nghị của Hạ Thiên. Nhưng nàng còn chưa nói thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên. Ủa, chị Mộng Mộng, các người ở đây sao? Viện viện, mọi người đi đâu vậy? Liễu Mộng quay đầu lại tò mò hỏi. Người xuất hiện là Địch Viện, còn có người đàn ông của nàng là Đái Kim, hai người bọn họ tay trong tay giống như Hạ Thiên và Liễu Mộng, cũng đang tìm chỗ chơi. Chị Mộng Mộng, chúng em định chơi bài, tối nay không quay phim, ở trong phòng cũng chán. Địch Viện trả lời. Chơi bài. Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. Chỗ này có chơi bài sao? Chị Mộng Mộng, chị không biết à? Địch Viện có chút ngạc nhiên. Sau đó nàng chỉ vào một đầu thôn. Bên kia có sòng bạc, dù là sáng hay tối cũng có người chơi, 24 giờ không gián đoạn. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Nơi đây cũng có sòng bài sao? Anh bạn, đánh bài thì nơi nào chả có, chỗ này mở sòng bạc được một thời gian rồi, không phải người thôn Thanh Phong mở ra, là người bên ngoài đến mở sòng. Bọn họ thuê một căn nhà, nhờ người địa phương hỗ trợ, vì nơi này còn chưa làm xong đường nên cơ bản không sợ cảnh sát đến bắt. Nếu cảnh sát có đến thì bọn họ có thể trực tiếp theo cửa sau chạy lên núi, muốn trốn cũng dễ. Vì vậy đừng xem thường chỗ này vắng vẻ, thật ra sòng bạc phát triển rất nóng, nơi đây thường có cả trăm người đánh bạc. Đái Kim khẽ nói. Còn khách đánh bạc, phần lớn là khách bên ngoài, có một phần là khách du lịch. À, thật ra cũng thường xuyên có người của đoàn làm phim vào đánh bạc, tôi cũng đã đi qua hai lần, đêm nay thấy buồn, định cùng Viện Viện vào chơi. Đúng vậy, chị Mộng Mộng. Hai người có vào không? Địch Viện cổ động Liễu Mộng. Liễu Mộng đang định cùng Hạ Thiên bay về Giang Hải, bây giờ nàng chợt phát hiện nơi đây có chỗ vui, vì thế mà thay đổi ý nghĩ và đồng ý. Được, chúng ta đi chơi. Hạ Thiên cảm thấy đánh bạc chẳng có gì là hay, vì hắn đánh sẽ thắng, nếu hắn mà đi thì đối phương sẽ thua sạch. Chị Mộng Mộng, chúng ta đi thôi. Địch Viện nói rồi kéo Đái Kim đi mở đường, nhưng nàng vừa đi thì chợt dừng lại. Cúi người, ói như điên. Ủa, Viện Viện sao vậy? Có mang sao? Liễu Mộng tò mò hỏi. Không, không phải, em có hơi váng đầu. Ọc, vẻ mặt Địch Viện tái nhợt, nàng nói được một câu rồi bắt đầu nôn ói. Viện Viện, em không sao đấy chứ? Đái Kim vừa vỗ vào lưng Địch Viện vừa dùng giọng ân cần hỏi, tuy trước kia hắn luôn tìm cách áp sát phụ nữ nước ngoài, nhưng bây giờ lại rất quan tâm đến Địch Viện. Chỉ là lúc này hắn thật sự cảm thấy buồn nôn, sau đó cũng cúi người liên tục nôn mửa. Ủa, cả hai đều mang thai sao? Liễu Mộng càng thêm ngạc nhiên, nàng kéo tay Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, đàn ông cũng có thể mang thai sao? Điều này có hơi khó. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Địch Viện và Đái Kim,
sau đó nắm lấy cổ tay của bọn họ để kiểm tra, cuối cùng đưa ra kết luận. Chị Mộng, bọn họ không phải mang thai, mà là trúng độc. Trúng độc. Liễu Mộng Duyên dáng kêu lớn. Tiểu Bại Hoại, vậy cậu nhanh giúp bọn họ giải độc, trước tiên giúp viện viện, cô ấy thường xuyên chơi đùa với chị, còn Đái Kim chết cũng không sao. Đái Kim đang nôn mửa đến mức vẻ mặt tái nhợt cũng không khỏi cảm thấy choáng váng, càng ói mửa mạnh hơn. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, trước tiên đâm vài cái lên người Địch Việt, sau đó khẽ vỗ lên lưng nàng, cuối cùng nàng nhổ ra một chút chất bẩn, ngừng nôn mửa. Sau đó Hạ Thiên đâm vài châm lên người Đái Kim, vẫn theo kiểu cũ, vỗ lên lưng một cái, Đái Kim nhổ ra một vài chất bẩn tanh hôi, sau đó đứng thẳng người, hết nôn mửa. Trời, hôi quá, chúng ta đứng xịch ra. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên đứng tránh ra, đồng thời gọi Địch Việt. Viện Việt, đi sang bên kia, chỗ này hôi quá. Địch Viện và Đái Kim vốn vẫn còn chóng mặt, bọn họ đứng yên vài chục giây, sau đó mới khôi phục lại, vội vàng chạy đi. Lúc này vẻ mặt của bọn họ đã khá hơn, không còn tái nhợt như trước. Viện Việt, sao cả hai lại trúng độc? Liễu Mộng ngạc nhiên hỏi. Hai người không phải cùng ăn thuốc độc đấy chứ? Chẳng lẽ cả hai muốn tự tử? Nhưng sao lại tự tử? Chị Mộng Mộng, chúng tôi không phải muốn tự tử, cũng không biết vì sao trúng độc. Địch Viện dùng giọng vô lực nói. Đái Kim thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Anh bạn, cảm ơn nhiều. Các người ăn cơm trúng độc. Hạ Thiên lúc này mở miệng. Trong thức ăn có thuốc trừ sâu, này, các người dùng cơm ở đâu? Ăn cơm trúng độc sao? Địch Viện chợt sững sờ, sau đó nàng chợt kinh hoàng. Không xong, chúng tôi cùng ăn cơm với tổ làm phim, cơm của chúng tôi đều như nhau, vậy không phải bọn họ cũng đều trúng độc sao? Đều trúng độc, ôi, Tiểu Bại Hoại, chúng ta mau đi xem, nếu bọn họ chết hết thì phim của mình cũng xong mất. Liễu Mộng chợt lo lắng, nàng kéo tay Hạ Thiên chạy về nơi ở của tổ quay phim. Địch Viện và Đái Kim tuy chạy không nhanh vì rất mệt, nhưng y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, chỉ sau một lát thì hai người bọn họ đã khôi phục như thường. Hạ Thiên đi vào khu nhà của tổ quay phim, hắn chợt phát hiện tình huống bên trong rất không xong, ai cũng nôn mửa. Dưới sự yêu cầu của Liễu Mộng, Hạ Thiên đành dùng tốc độ nhanh nhất để giải độc cho mọi người, sau đó trong phòng quá hôi, Hạ Thiên nhanh chóng kéo Liễu Mộng ra ngoài. Viện Viện, bên trong rất hôi, em đi vào nói với bọn họ, để bọn họ xử lý đi. Liễu Mộng vừa đi ra thì gặp Địch Viện và Đái Kim chạy đến. Vâng, chị Mộng Mộng, em vào nói. Địch Viện cũng rất nghe lời, nàng nhanh chóng đi vào, sau đó chưa đến 2 phút sau nàng đã chạy ra. Rõ ràng nàng chỉ nói một câu rồi chạy ngay, vì lúc này mùi hôi bên trong quá nồng. Một lúc sau Ngô An Phong, Hoắc Nham và đám nhân viên cũng chạy ra, còn vài người ở bên trong quét dọn, mọi người vừa qua khỏi cơn kinh hồn nhanh chóng cảm tạ Hạ Thiên, sau đó bắt đầu phàn nàn. Sao lại trúng thuốc trừ sâu? Chúng tôi mua thức ăn ở địa phương, bọn họ nói đó là thực vật tinh khiết. Bây giờ ăn vào đã trúng độc, chẳng lẽ không còn thứ gì không độc? Một diễn viên bất mãn nói, lời này vừa nói ra thì có nhiều người phụ họa theo. Này, Tiểu Bại Hoại, cậu có thể kiểm tra được món nào có dư lượng trừ sâu không? Liễu Mộng lúc này hỏi. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên trả lời, sau đó lại hỏi. Nhưng tôi cảm thấy lần này không giống như thức ăn có dư lượng trừ sâu, vì các người ăn rau cỏ không nhiều, may mà mọi người cùng ăn. Nếu một người ăn thì 8 phần đã chết. Hạ Tiên Sinh, anh nói vậy có nghĩa là, có người hạ độc. Hoắc Nham là người đầu tiên hiểu ý Hạ Thiên. Chương 1276, nam thắng nữ thua. Sao, hạ độc? Không thể nào, ai hạ độc với chúng ta? Hừ, con bà nó, thằng nào chơi bố, muốn chết sao? Thuốc trừ sâu, 8 phần là do thôn dân làm ra, nhưng chúng ta nào có đắc tội với bọn họ? Không những chẳng đắc tội với bọn họ, tổ làm phim chúng ta còn cho bọn họ khá nhiều lợi ích. Ai cũng kích động, điều này cũng bình thường, bọn họ thiếu chút nữa thì bị hạ độc chết, sao không kích động cho được? Tiểu Bại Hoại, thật sự có người hạ độc sao? Liễu Mộng lúc này cũng hỏi một câu. Mọi người nghe vậy thì cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, ai cũng nhìn Hạ Thiên, chờ câu hỏi của hắn. Dù sao thì lúc này hắn cũng thật sự có quyền lên tiếng. Tôi cảm thấy chờ bọn họ quét dọn xong, tôi vào thăm dò sẽ biết ngay. Hạ Thiên thuận miệng nói. Điều này, Hạ Thiên, có nên báo cảnh sát không? Nếu báo cảnh sát thì chúng ta không cần phải thu dọn, vì như vậy là phá hoại hiện trường. Địch Viễn lúc này không khỏi hỏi,
cuối cùng nàng ngượng ngùng bổ sung một câu. Tôi thấy các bộ phim đều nói như vậy. Báo cảnh sát làm gì? Tìm ra kẻ hạ độc, sau đó bắt hắn uống hết thuốc là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cứ để bọn họ tiếp tục quét dọn, không nên động vào thức ăn và những thứ khác, tôi có thể tìm ra thuốc trừ sâu đến từ nơi nào. Viện viện, dù chúng ta báo cảnh sát thì cũng phải rất lâu mới đến, bây giờ là buổi tối, nói không chừng ngày mai bọn họ mới đến. Anh thấy không cần báo cảnh sát, cứ để Hạ Thiên giải quyết là được. Đái Kim khẽ nói với Địch Viện. Liễu Mộng lại kéo tay Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, tôi thấy lúc này bọn họ khó thể nào dọn sạch được, hay chúng ta đến sòng bạc chơi trước, tối về rồi tính. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có vấn đề, dù điều tra ai hạ độc hay đến sòng bạc cũng không có hứng thú quá lớn, Liễu Mộng muốn đến sòng bạc thì hắn sẽ đưa đi. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý, Liễu Mộng kéo tay Hạ Thiên, tay kia kéo tay Địch Viện. Viện viện, chúng ta đi thôi. Lúc này Địch Viện thiếu chút nữa bị hạ độc chết, thật ra nàng cũng không còn hứng thú đi đến sòng bạc, nhưng bây giờ bị Liễu Mộng lôi kéo, nàng cũng đành phải dẫn đường cho Liễu Mộng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Mộng Mộng này đúng là, dù chuyện gì phát sinh cũng không quan tâm, chẳng lẽ vì ngực lớn nên tim nhỏ. Địch Viện đi, Đái Kim cũng chỉ có thể đi theo, vì vậy mà sự kiện chúng độc thuốc trừ sâu vẫn không thể nào cản được kế hoạch đầu tiên của Đái Kim và Địch Viện. 10 phút sau đám người đi đến một sòng bạc được thiết lập trong một tòa nhà dưới lòng đất, vì Đái Kim và Địch Viện hầu như là khách quen, vì vậy bọn họ thuận lợi vào trong, sau đó bốn người trừ Hạ Thiên bắt đầu chơi đùa. Huynh đệ, cậu chướng mắt với sòng bạc này sao? Khi thấy Hạ Thiên có chút nhàm chán thì Đái Kim không nhịn được phải hỏi. Đái Kim cũng không chơi, vì sự kiện vừa rồi mà hắn không có tâm tình gì vui vẻ. Đánh là thắng, chơi làm gì cho mất vui? Hạ Thiên thuận miệng nói. Đái Kim ngây người, có kẻ không thích tiền sao? Nếu hắn đánh đâu thắng đó, sợ rằng cả ngày chỉ ngồi chiếu bạc. Huynh đệ, tôi muốn chơi hai ván, cậu muốn chơi cùng không? Đái Kim chờ một lúc, khi thấy đám người đánh bạc đỏ mặt tía tai, vì vậy mà cũng dần bị chọc nghiện. Anh chơi đi, tôi nhìn là được. Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì. Đái Kim cũng không nói gì, hắn nhanh chóng an vị trên chiếu bạc. Một chiếu bạc khác, Liễu Mộng đang đánh rất vui. Đáng tiếc là nàng thật sự không may, Hạ Thiên đánh toàn thắng, nàng thì 10 cuộc thua 9, vì thế mà một lúc sau đã thua sạch. Tất nhiên Liễu Mộng cũng không thua bao nhiêu tiền, nơi này chỉ dùng tiền mặt, trên người nàng cũng không có nhiều, chỉ vài ngàn đồng mà thôi. Tiểu bại hoại, mau đến đây. Khi thua hết tiền thì Liễu Mộng chợt nhớ đến Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến, Liễu Mộng chợt lục lọi người hắn, nàng không phải chiếm tiện nghi, chẳng qua muốn lấy tiền mặt trên người hắn. Sau khi cướp bóc tiền của Hạ Thiên thì Liễu Mộng tiếp tục vùi đầu vào chiếu bạc, đáng tiếc là tiền trên người hắn không nhiều, chỉ là 10.000, mà vận may của Liễu Mộng vẫn chưa đến, vẫn đánh 10 thua 9, càng rơi vào tình thế khó khăn. Kết quả là không bao lâu sau nàng đã thua sạch. Tiểu bại hoại, hết tiền rồi, làm sao bây giờ? Liễu Mộng bĩu môi. Chị chơi chưa đủ. Chị Mộng, thật ra chơi bài cũng không có gì hay, không bằng chúng ta đừng chơi nữa, quay về đi. Hạ Thiên cũng không phải chẳng tiếc tiền, nhưng hắn thật sự không thích trò này. Không cần, chỉ còn phải chơi, chơi đủ mới thôi. Liễu Mộng bắt đầu làm nũng. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, đang định đi lấy chút tiền thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Tiểu thư, muốn vay không? Chỗ tôi có cung cấp vay ngắn hạn, không cần đảm bảo, chỉ cần ghi giấy nợ, lập tức có tiền mặt. Được, trước tiên cho mượn 1 triệu. Liễu Mộng đồng ý ngay. Tên cho vay chính là một người đàn ông đầu chọc 40 tuổi, bộ dạng hèn mọn bỉ ổi, khi thấy Liễu Mộng há miệng đòi vay 1 triệu thì chợt sững sờ, sau đó nhếch miệng cười. Tiểu thư, lần đầu cho vay thì nhiều nhất chỉ 100 ngàn. Vậy cho vay 100 ngàn. Liễu Mộng cảm thấy không có vấn đề. Được rồi, tiểu thư, vậy xin ghi giấy nợ. Tên đàn ông đầu chọc lấy ra một quyển vở, sau đó rút bút chỉ vào mẫu đơn thiếu nợ có sẵn rồi nói với Liễu Mộng. Tôi mượn có 100 ngàn, sao lại thiếu nợ 150 ngàn? Liễu Mộng nhìn mẫu đơn mà mất hứng. Tiểu thư, đó là lợi tức, chỉ cần trả vào tối ngày mai là được. Tên đàn ông đầu chọc dùng giọng bình tĩnh nói. Chị Mộng Mộng, chị Mộng Mộng, chị đừng vay, bọn họ cho vay nặng lãi đấy. Địch Viễn lúc này chạy đến khuyên nhủ. Không sao, dù có vay nặng lãi cũng không có vấn đề. Liễu Mộng không quan tâm, lúc này nàng chỉ muốn chơi mà thôi. Chị Mộng Mộng, chị nghĩ quá đơn giản rồi.
Địch Viện kéo tay Liễu Mộng, nàng khẽ nói. Đây là sòng bạc của hắn, bọn họ cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao, vài ngày trước có người trong thôn mượn tiền của bọn họ đánh bạc, cuối cùng mất sạch vài trăm ngàn tiền giải tỏa, vì vậy mà vợ tự sát. Huynh đệ, những gì Viện Viện nói là sự thật, đừng vay thì hay hơn, tuy tôi biết cậu không sợ, nhưng không cần dính vào phiền toái không cần thiết. Đái Kim lúc này cũng rời khỏi chiếu bạc mà đi đến tụ họp. Tôi còn chút tiền mặt, nếu không thì mọi người cứ sử dụng, nếu không đủ chơi, mai tôi đến thị trấn rút tiền. Chút tiền như vậy cũng không đủ chơi. Liễu Mộng cũng không quá cam tâm tình nguyện. Tôi cũng không sợ vay nặng lãi, nếu hắn đến gây phiền tôi sẽ cho ăn đòn. Tiểu thư, cuối cùng có mượn không? Không mượn thì thôi, vì tôi cũng rất bận. Tên đàn ông đầu chọc thúc giục. Chị Mộng, chị thật sự muốn chơi sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ hỏi. Này, người ta chơi chưa hết hứng. Liễu Mộng bĩu môi. Được rồi, tôi giúp chị lấy tiền. Hạ Thiên không còn biện pháp nào khác nhìn về phía Đái Kim. Trước tiên anh đem tiền đưa cho tôi đánh thắng chút tiền cho chị Mộng chơi. Huynh đệ, cậu tự thân xuất mã sao? Hay quá! Đái Kim chợt hưng phấn, hắn rút hết tiền mặt đưa cho Hạ Thiên. Chị Mộng, chị chờ chút, tôi đi thắng chút tiền cho chị chơi. Hạ Thiên tiếp nhận tiền, sau đó lên tiếng với Liễu Mộng rồi đi về chiếu bạc. Được! Liễu Mộng chợt vui vẻ, nàng liếc mắt nhìn tên đàn ông đầu trọc. Này, tôi không mượn tiền của ông, tôi ghét nhất là cho vay nặng lãi. Địch Viện không biết nói gì hơn, vừa rồi Liễu Mộng còn định mượn tiền, bây giờ nói rất ghét cho vay nặng lãi, đúng là thay mặt quá nhanh. Tên đàn ông đầu trọc thấy bị hớ thì có chút khó coi. Vài phút sau, khi hắn phát hiện Hạ Thiên liên tục thắng vài trăm ngàn thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Nhưng vài phút sau vẻ mặt hắn lại dễ nhìn hơn. Vì hắn phát hiện tiền mà Hạ Thiên thắng lại bị Liễu Mộng thua. Nửa giờ sau tình huống trong sòng bạc có chút quỷ dị, trong sòng bạc chỉ có hai chiếu bạc, một là Hạ Thiên, một là Liễu Mộng, là hai nhân vật chính. Hạ Thiên liên tục thắng, Liễu Mộng liên tục thua, khi Liễu Mộng thua thì lại tìm Hạ Thiên lấy tiền, sau đó tiếp tục thua. Cứ như vậy mà thắng thua cứ cân đối, vì vậy mà sòng bạc cũng không ngại Hạ Thiên thắng, vì cuối cùng Liễu Mộng cũng thua. Nhưng sau khi tình huống quỷ dị xảy ra, nhiều người phát hiện Hạ Thiên thắng thì bắt đầu đặt cược theo, lúc này sòng bạc thua càng nhiều. Này, huynh đệ, đã không còn sớm, cậu cũng nên về thôi. Cuối cùng tên đàn ông đầu chọc đến trước mặt Hạ Thiên, hắn vỗ vai Hạ Thiên rồi chỉ Liễu Mộng cách đó không xa. Có một ngôi sao lớn làm bạn gái, đừng lãng phí buổi tối. Ai là huynh đệ với chú em? Hạ Thiên liếc mắt nhìn tên đầu chọc, sau đó lấy tiền thắng đến đưa cho Liễu Mộng. Chị Mộng, cho chị. Nhanh chóng thua hết đi, rồi chúng ta về. Chương 1277, chị sẽ phân chính mình cho cậu. Tiểu bại hoại, cậu bảo để chị thua sao? Liễu Mộng có chút mất vui. Chị đã thua cả buổi tối, không muốn chơi nữa. Lúc đầu Liễu Mộng chơi khá vui, nhưng cứ thua mãi, nàng cũng mất vui. Vậy thì thôi, chúng ta bây giờ quay về. Hạ Thiên cầu còn không được, hắn cũng không thích thú gì chỗ này. Hừ. Chị cũng không muốn thua sạch ở đây, tiểu bại hoại, chị cảm thấy sòng bạc này cố ý gây khó dễ, không bằng cậu thắng sạch tiền của bọn họ, để sòng bạc này đóng cửa luôn. Liễu Mộng bắt đầu bất mãn với sòng bạc. Thôi bỏ, sòng bạc này cũng không có bao nhiêu tiền, không muốn thắng bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó chỉ vào đống tiền trước mặt Liễu Mộng. Chị Mộng, số tiền này có vài trăm ngàn, chị lấy đi, coi như chị thắng. Hi hi, tốt. Là chị thắng từ chỗ này. Liễu Mộng ôm tiền vào ngực, sau đó vui vẻ. Chị thắng tiền rồi, chị về nhà đây. Liễu Mộng nói xong thì ôm tiền đi ra, Địch Viện và Đái Kim bên kia cũng không tiếp tục chơi, còn tên đàn ông đầu chọc thì cực kỳ căm tức, hắn căn bản trông mong Liễu Mộng tiếp tục thua, nào ngờ đối phương trực tiếp ôm tiền bỏ đi. Dù tên đàn ông đầu chọc có căm tức nhưng không làm gì được, mà rõ ràng hắn đã nhớ kỹ cái tên Hạ Thiên và Liễu Mộng. Lúc này vẫn còn tương đối sớm, cộng với tối nay tổ làm phim xảy ra chuyện, vì vậy tâm tình của mọi người còn chưa bình phục, cho nên đến bây giờ ai cũng đang ngồi trong nhà. Thật ra bọn họ đang chờ Hạ Thiên về, vì bọn họ biết bây giờ còn chưa tìm ra thứ gì bị đầu độc, thế cho nên lúc này chẳng ai dám uống nước. Khi thấy Liễu Mộng ôm đống tiền đi về, ai cũng kinh ngạc. Đám người này cũng không phải chưa thấy nhiều tiền, không ít người là nhà giàu, nhưng bây giờ phần lớn xài tiền bằng thẻ tín dụng. Tuy trên người có tiền mặt nhưng cũng không quá nhiều.
Nếu có người mang theo vài trăm đến vài triệu thì nhất định phải sử dụng túi, tuyệt đối không ôm vào ngực như Liễu Mộng. Càng làm cho người ta bội phục chính là Liễu Mộng vốn ôm không nổi nhiều tiền như vậy, nhưng tất cả lại ngoan ngoãn bám trên tay nàng, không đổ xuống, đúng là quá thần kỳ. Chia tiền thôi. Liễu Mộng nói một câu, sau đó tiện tay cho mỗi người một ít. Viện Viện, đây là của em, còn em nữa này. Một lúc sau Liễu Mộng đã chia sạch tiền của mình, vài chục người đều có phản, may mắn thì được hơn 10.000, xui thì chỉ được vài ngàn. Đây là của chị, à, còn hơn 10.000. Liễu Mộng cũng để lại một chút cho mình, nàng cười hì hì với Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, không có phần của cậu, nhưng chị sẽ phân chính mình cho cậu. Liễu Mộng dứt lời thì nhảy lên người Hạ Thiên. Đi thôi, chúng ta đi ngủ. Chị Mộng Mộng, đợi chút đã. Địch Viện vội vàng lên tiếng. Viện Viện, gì vậy? Liễu Mộng quay đầu nhìn Địch Viện, nàng có chút kỳ quái. Có phải tiền của em quá ít, không sao, chị cho thêm. Chị Mộng Mộng, không phải chuyện tiền. Địch Viện vội vàng nói. Tất cả mọi người đều đang chờ Hạ Thiên tìm chỗ phát tán thuốc độc. À, chị quên mất. Liễu Mộng cuối cùng cũng nhớ ra, sau đó nàng nhảy xuống người Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, mau tìm đi. Hạ Thiên lần này cũng không trì hoãn, nhanh chóng hành động. Hắn đi dạo một vòng quanh phòng, xuống nhà bếp, sau đó quay về nhà chính. Thức ăn không có độc nhưng trong nước có thuốc trừ sâu. Hạ Thiên nhanh chóng đưa ra kết luận. Sao? Có người hô lên. Ai bỏ thuốc vào trong thùng sao? Trong nhà có một bồn nước, dùng để đựng nước. Không phải, có người bỏ thuốc ở giếng sau nhà. Hạ Thiên lười biếng nói. Các người tạm thời đừng dùng nước nơi đó, nếu không sẽ tiếp tục trúng độc. Rốt cuộc là ai hạ độc? Địch Viện có chút tức giận. Ai biết được, không ai nhìn thấy, cũng không có màn hình giám sát, căn bản không thể điều tra được. Đái Kim lắc đầu. Tôi thấy sự việc này rất rắc rối, rất khó điều tra. Tên Lục Tiềm ngu ngốc kia đâu rồi? Hạ Thiên lúc này hỏi. Đúng vậy, Lục Tiềm đâu? Hạ Thiên vừa hỏi thì người khác cũng kịp phản ứng. Buổi chiều tôi đã thấy hắn. Đúng vậy, tôi cũng từng gặp hắn, à. Tôi nhớ hắn đi ra sau bếp. À, tôi nhớ rồi, khi tôi vệ sinh thì thấy hắn đi từ giếng về. Thì ra tiểu tử kia muốn hại chúng ta. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Đúng, đi tìm hắn. Đám người tỏ ra rất tức giận, sau đó cùng nhau ra khỏi nhà, bắt đầu đi tìm Lục Tiềm. Hạ Thiên thì ôm Liễu Mộng vào phòng, hắn thấy lúc này không còn chuyện của mình. Chị Mộng không phát tiền cho hắn, vì vậy hắn phải hưởng dụng mới được. Thanh Phong Sơn. Ngoài nhà đá có một tiên tử áo bào trắng đứng lặng, là Nguyệt Thanh Nhã. Trong nhà đá lại có một ma nữ hắc y cực kỳ xinh đẹp, là Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, tôi có thể vào không? Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu hiền hòa, lại có chút khẩn cầu. Có gì cứ nói, ta có thể nghe được. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, rõ ràng vài tháng qua nàng vẫn không bỏ qua cho Nguyệt Thanh Nhã. Tiểu Mị, tôi để cô ở đây. Cũng không phải muốn giam giữ cô, tôi chỉ hy vọng cô có thể bồi dưỡng cơ thể, cũng hy vọng có thể giải trừ hiểu lầm giữa hai bên, vì tôi phát hiện hiểu lầm giữa chúng ta hình như ngày càng sâu. Nguyệt Thanh Nhã nói bằng giọng có chút bất đắc dĩ và thất lạc. Những ngày này tôi luôn cẩn thận suy xét lời nói của cô, tôi nghĩ, có lẽ tôi nên cho cô đi làm những gì cần làm. Ta muốn đi làm gì, đó là chuyện của ta, không cần ngươi cho phép. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tiểu Mị. Cô cũng đừng đấu chọi với tôi biết rõ cô muốn về nhà. Trước đó tôi không nói cho cô biết địa phương đầu tiên tôi xuất hiện ở thế giới này nằm chỗ nào, nhưng bây giờ tôi đã quyết định cho người đưa cô đến đó, có lẽ ở chỗ đó cô có thể tìm được phương pháp quay về. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Tuy tôi rất muốn giữ cô ở lại, nhưng cũng không muốn vi phạm ý nguyện của cô, vì vậy chỉ cần cô đồng ý, cô không cần ở đây một năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ta thấy người giống như không muốn cho ta ở lại để ảnh hưởng đến việc với Hạ Thiên. Dạ Ngọc Mị cười lạnh nói. Tiểu Mị, tôi không thể nào thay đổi được cách nghĩ của cô, tôi cũng không muốn giải thích, nhưng tôi muốn cho cô biết, tôi thật sự quan tâm đến cô. Vì vậy khi nào cô muốn đi thì cứ nói, tôi sẽ cho một người đi cùng. Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục nói. Còn người này có lẽ cô không thích, nhưng cậu ấy thật sự thích hợp đi cùng với cô. Ta không cần bất kỳ kẻ nào theo cùng. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tiểu Mị, tình huống của cô bây giờ, cô hiểu rất rõ ràng, cô đi ra ngoài một mình tôi cũng không yên tâm,
vì vậy trừ khi cô đồng ý cho Tiểu Thiên theo cùng, nếu không. Nguyệt Thanh Nhã còn chưa nói dứt lời thì Dạ Ngọc Mị đã cắt đứt lời. Giọng điệu của Dạ Ngọc Mị có vẻ tức giận. Ngươi muốn cho tên khốn Hạ Thiên đi theo với ta. Tiểu Mị, tôi biết cô mất hứng, nhưng cậu ấy là thích hợp nhất, bây giờ âm hỏa trong người cô còn chưa hoàn toàn tiêu tán, y thuật của Hạ Thiên lại có thể khống chế âm hỏa của cô, đây là một sự kiện mà không ai làm được. Mặt khác tu vi của cậu ấy bây giờ cũng đủ để bảo vệ cô, tôi cũng định chính mình đi, nhưng tôi còn phải ở đây làm một chuyện khác, một việc cũng rất quan trọng với cô. Nguyệt Thanh Nhã kiên nhẫn giải thích. Ngươi cảm thấy tên Hạ Thiên kia sẽ bảo vệ ta sao? Dạ Ngọc Mị có vẻ cực kỳ tức giận. Dù hắn thật sự bảo vệ, ta cũng không muốn loại khốn nạn đó bảo vệ mình. Tiểu Mị, Tiểu Thiên và cô có chút thù hận, nhưng tôi bảo gì cậu ấy nghe nấy, tôi đã nói cậu ấy bảo vệ cô, như vậy là nhất định không thể nghi ngờ. Nguyệt Thanh Nhã vẫn dùng giọng khẳng định nói. Có lẽ cô không muốn hắn bảo vệ, nhưng đây là yêu cầu duy nhất của tôi, cô đồng ý điều kiện này, tôi mới đồng ý cho Hạ Thiên đưa cô đến vị trí kia. Ngươi có thể nói địa điểm, ta sẽ tự đi. Dạ Ngọc Mị tức giận nói. Tiểu Mị, tôi phải đảm bảo tình huống an toàn mới cho cô đi, nếu không, tôi sẽ không cho phép cô đi. Nguyệt Thanh Nhã lại rất cương quyết. Có lẽ cô muốn để cho Ngọc Mị bảo vệ, nhưng tôi phải giữ Ngọc Mị ở lại, vì tôi muốn chờ cô tìm được phương án quay về thì dạy cho Ngọc Mị chút pháp thuật tiên môn, như vậy cô ấy mới có thể bảo vệ cô. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dạ Ngọc Mị rõ ràng không hiểu. Nếu cô thật sự tìm được đường quay về, tôi phải cho một người bảo vệ cô quay về. Với tu vi hiện của cô, về rất khó sinh tồn, tôi lại không thể rời khỏi đây, vì vậy người có thể bảo vệ cô chỉ còn là Ngọc Mị. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Bây giờ tuy cô ấy có tu vi kim đan kỳ nhưng lại không biết pháp thuật kiếm kỹ của tiên môn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu, vì vậy tôi phải tận dụng thời gian để chỉ dạy cho cô ấy. Tôi muốn về một mình, không mang ai theo. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tiểu Mị, chuyện này tôi không nói nữa, tóm lại nếu cô muốn tìm phương pháp quay về, phải cho Tiểu Thiên đi cùng. Nếu cô tìm được phương pháp thì cho Ngọc Mị đi cùng, nếu không tôi sẽ không cho cô rời khỏi Thanh Phong Sơn. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nhưng cương quyết. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nếu có quyết định thì đến tìm tôi. Chương 1278, ăn lẩu ở thành phố Giang Hải. Lần này Dạ Ngọc Mị không nói gì, mà gian nhà đá cũng yên tĩnh lại. Nguyệt Thanh Nhã đứng trước căn nhà đá một lúc, sau đó mở miệng nói. Tiểu Mị, tôi đi trước, ngày mai sẽ đến, cô cứ suy xét cho kỹ. Nguyệt Thanh Nhã nói xong không dừng lại mà bay đi. Một giây sau khi Nguyệt Thanh Nhã biến mất, Dạ Ngọc Mị chợt xuất hiện bên ngoài nhà đá, nàng nhìn hình bóng của Nguyệt Thanh Nhã ở phương xa mà vẻ mặt có chút phức tạp. Thôn Thanh Phong. Đến trưa hôm sau Hạ Thiên và Liễu Mộng mới bỏ khỏi giường. Hạ Thiên thật ra rất thích cùng ở một chỗ với Liễu Mộng, không riêng gì nguyên nhân cả hai là băng hỏa linh thể, cũng vì Liễu Mộng tình nguyện cùng nổi loạn với hắn. Tối hôm đó hai người nổi loạn cả đêm, đến sáng thì vẫn như trước, Liễu Mộng mệt mỏi dã rời, Hạ Thiên thì tinh thần sảng khoái. Nhưng vì hắn bị nàng ôm chặt, vì vậy đành phải cùng Liễu Mộng ngủ đến trưa, sau đó nàng đói quá mà thức dậy, vì thế mới kéo hắn cùng thức theo. Tiểu bại hoại, không thích ăn những món kia nữa, chúng ta về Giang Hải ăn cơm được không? Liễu Mộng vẫn ôm lấy người Hạ Thiên, vừa nói vừa ra khỏi cửa. Không có vấn đề, chị Mộng muốn ăn gì? Hạ Thiên đồng ý ngay, hắn vốn muốn về thành phố Giang Hải, dù sao thì thành phố Giang Hải cũng gần đây, hắn ở Giang Hải chờ tin của thần tiên tỷ tỷ cũng giống nhau. Chị nghĩ đến nhiều món ngon, nào là thịt dê, bò. Liễu Mộng bắt đầu dùng tay tính toán. Nhưng sau khi dùng hết hai bàn tay thì nàng dứt khoát bỏ qua. Tiểu bại hoại, hay chúng ta đi ăn lẩu nhé? Thích gì ăn nấy? Được, đi ăn lẩu. Hạ Thiên đồng ý ngay. Chị Mộng Mộng, các người thức dậy rồi à? Âm thanh hưng phấn của Địch Viện truyền đến. Nói cho hai người một tin tức tốt. Tin tức gì tốt? Liễu Mộng tò mò hỏi. Tên Lục Tiềm kia đã bị cảnh sát bắt, tội đầu độc người khác, có lẽ sẽ phải ngồi tù. Địch Viện rất hưng phấn. Ai cũng rất vui vì điều này. Các người báo cảnh sát sao? Liễu Mộng có chút ngạc nhiên. Không, chúng tôi không báo cảnh sát, mà tên Lục Tiềm kia lại tự mình thừa nhận, đúng là chết cười. Địch Viện cảm thấy rất kỳ diệu. Chị Mộng Mộng, chị không biết đấy thôi, tối qua còn có chuyện lớn xảy ra, tối qua sòng bạc kia bị người ta phóng hỏa, nghe nói có một người bị chết cháy, chính là tên.
khốn chọc đầu cho vay nặng lãi, còn bị phỏng vài tên, sau đó cảnh sát đến tra án. Người kia chết cháy rồi sao? Liễu Mộng càng ngạc nhiên, sau đó nàng cười hì hì. Chết cũng hay, cũng không phải là loại gì tốt. Đúng vậy, rất nhiều người nói như vậy là rất tốt, tóm lại cũng vì chuyện này mà cảnh sát bắt đầu điều tra. Tối qua chúng tôi không tìm được Lục Tiềm, vì vậy có người nói với cảnh sát là không thấy Lục Tiềm, có lẽ là hắn phóng hỏa, kết quả là cảnh sát bắt tên kia về huyện thành. Địch Viện nhanh chóng nói. Điều đáng khôi hài là tên Lục Tiềm kia rất nhát gan, mới bị cảnh sát chụp lại, còn chưa thẩm vấn, chỉ tùy tiện nói một câu thì hắn tưởng tất cả đã bại lộ, nói ra sự kiện đầu độc, đúng là buồn cười. Cũng khá buồn cười. Liễu Mộng khẽ gật đầu, sau đó nàng sờ bụng. Nhưng bây giờ chị rất đói, không còn sức lực, tiểu bại hoại, chúng ta đi thôi, đi dùng cơm. Ủa, chị Mộng Mộng, chị muốn dùng cơm ở đâu? Tôi cũng chưa ăn, muốn đi cùng với chị. Địch Viện vội vàng nói. Viện Viện, chị cùng tiểu bại hoại về Giang Hải ăn lẩu, em cũng đừng đi theo, rất xa đấy. Liễu Mộng nói một câu, sau đó bị Hạ Thiên ôm đi biến mất trước mặt Địch Viện. Địch Viện ngây người, nàng chợt nghi ngờ mình nghe lầm, đến Giang Hải ăn lẩu sao? Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cần khoa trương như vậy sao? Một giờ sau, quán lẩu dê thành phố Giang Hải. Liễu Mộng đã tiêu diệt 5 dĩa thịt dê, 2 dĩa bỏ viên, coi như đặc biệt nhiều. Mà Hạ Thiên cũng không tình nguyện rớt lại phía sau, cũng tấn công với số lượng không kém. Điều này làm đám nhân viên phục vụ nhìn chân chối, hai người kia thật sự quá mạnh. May mà đây không phải là tiệc đứng, nếu không sẽ phá sản. Một giờ sau, hai người cuối cùng cũng dừng tay. Nửa giờ sau hai người lại quay về thôn Thanh Phong. Chị Mộng, các người thật sự đi Giang Hải ăn lẩu sao? Địch Viện thấy hai người quay về thì không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, Viện Viện đã ăn chưa? Lẩu không thể bỏ bọc, vì vậy không giúp em mang về, lần sau sẽ kiếm món khác đưa về. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Chị Mộng Mộng. Em ăn rồi. Địch Viện vội vàng nói, sau đó nàng cẩn thận hỏi một câu. Đúng rồi, chị Mộng Mộng, đạo diễn Ngô có hỏi, hôm nay có tiếp tục quay phim không? Anh ấy nói cũng không còn nhiều lắm, nếu nắm chặt thời gian, quay 10 ngày nữa là sẽ xong cảnh của chị. À, lúc này không có việc gì, vậy thì quay phim. Liễu Mộng suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu muốn xem chị quay phim không? Nếu cậu không thích thì cứ đi chơi. Hôm nay tôi sẽ không đi với cậu. Chị Mộng, vậy tôi quay về Giang Hải, nếu chị có chuyện cứ điện thoại cho tôi. Hạ Thiên không có hứng với trò quay phim. Được rồi, nếu tôi muốn ăn lẩu sẽ điện thoại cho cậu, cậu phải mang đến cho tôi nhé. Liễu Mộng gật đầu đồng ý. Tốt, Hạ Thiên vẫn đồng ý, đối với hắn thì từ Giang Hải đến thôn Thanh Phong còn chưa mất một nửa giờ. Vậy cậu đi đi. Liễu Mộng phất tay. Vì vậy mà Hạ Thiên vừa quay về thôn Thanh Phong đã bỏ đi, nửa giờ sau hắn xuất hiện trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Thiếu gia, cậu về rồi. Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên không phải là ai khác, là nha hoàn xinh đẹp của Hạ Thiên, Cố Hàm Sương. Điều này cũng là bình thường, vì công lực của nàng cao nhất, mà Hạ Thiên cũng không che giấu hành tung, vì thế hắn vừa vào nhà là nàng phát hiện ra ngay. Vài ngày không gặp, Cố Hàm Sương cũng không có gì biến hóa quá lớn. Vẫn xinh đẹp và quyến rũ vô hạn, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì nàng còn có biểu hiện vui sướng, điều này càng làm nàng thêm đẹp. Sương nha đầu, nhớ tôi không? Hạ Thiên thuận tay ôm Cố Hàm Sương, sau đó ngồi xuống ghế salon. Có. Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng, nàng khẽ gật đầu. Sương nha đầu, cũng là chị ngoan. Hạ Thiên một tay đưa vào trong nội y của Cố Hàm Sương, nhanh chóng chiếm hữu đỉnh núi, sau đó khẽ vuốt ve. Mới vài ngày không được hưởng, hắn thật sự hoài niệm cảm xúc này. Hạ Thiên, lưu manh đáng chết. Một âm thanh tức giận vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là Kiều Phượng Nhi. Nàng vừa từ trên lầu đi xuống, thấy Hạ Thiên đang ăn bánh của Cố Hàm Sương, vì vậy nhìn không được phải nói. Tôi không sợ cô, sao cô mắng tôi lưu manh? Hạ Thiên có chút mất hứng. Đừng tưởng ngực lớn mà ngon, tôi nói cho cô biết, mức độ co giãn của Sương nha đầu còn tốt hơn cô nhiều. Thúi lắm, chỗ này của tôi sao không tốt? Kiều Phượng Nhi tức giận run người, lưu manh kia không phải nói chỗ này của nàng không cứng sao? Nàng mới 18, sao không ngon? Vì nguyên nhân nó lớn quá. Hạ Thiên lười biếng nói. Lưu manh đáng chết chỉ biết nói hưu nói vượn. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì muốn nổi giận.
ngày đó tôi đã xem xét kỹ, cũng cho Hoàng Nhi xem xét, rõ ràng vẫn là như trước. Phải không? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Để xem nào. Hạ Thiên không tiếp tục thử sức với núi của Cố Hàm Xương, hắn nhìn chằm chằm vào bộ vị cao ngất của Kiều Phượng Nhi khoảng một phút. Kiều Phượng Nhi bị hắn nhìn như vậy cũng có chút mất tự nhiên, nhưng nàng cũng không tránh né, vì nàng thật sự quan tâm đến vấn đề này. Vì vậy nàng hy vọng hắn nhìn cho rõ, sau đó nói cho nàng biết, chỗ đó thế nào, như vậy mới yên lòng. Nhưng Hạ Thiên lại nói. Tôi không nhìn lầm, rõ ràng là lớn hơn. Không thể nào. Kiều Phượng Nhi lập tức nôn nóng. Anh gạt tôi, có phải không? Không tin cũng được, tôi không gạt cô. Hạ Thiên không quan tâm. Anh nhìn lầm rồi. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. À, bình thường tôi không nhìn lầm, nhưng nếu cô lo lắng, có thể cho tôi sờ, như vậy sẽ xác định. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh! Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt cũng liên tục biến đổi, sau đó nàng khẽ cắn môi lại đi về phía hắn vài bước. Lưu manh đáng chết, cho anh sờ thử. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn đưa tay vuốt ve xoa bóp một phen, sau đó lẩm bẩm. À, co giãn không bằng xương nha đầu nhưng cũng không tệ. Lưu manh! Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng lui về phía sau vài bước, hỏi điều mình quan tâm nhất. Này, thế nào, có lớn hơn không? À, không lớn hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Biết ngay ánh mắt có vấn đề. Kiều Phượng Nhi căm giận mắng, không khỏi thở ra một hơi. Ánh mắt của tôi không có vấn đề. Hạ Thiên nghiêm trang đáp. Làm sao anh nói? Kiều Phượng Nhi lên tiếng bác bỏ, nhưng nàng chưa nói dứt lời thì cảm thấy không đúng, nàng chợt tức điên, nàng gào lên. Anh là lưu manh chết tiệt, anh lại gạt tôi. Hạ Thiên lắc đầu cảm khái. Đúng là ngực to thì não nhỏ. Chương 1279, không phải chơi thuốc kích thích đấy chứ. Kiều Phượng Nhi đáng thương bị Hạ Thiên hại cho thảm thiết, thật sự không có biện pháp, nàng chỉ có thể tức giận chạy lên lầu, đến tìm Kiều Hoàng Nhi và Kiều Tiểu Kiều để tìm chút an ủi. Lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng biết Hạ Thiên đã về, nàng nhanh chóng đi xuống lầu. Chồng, sao anh quay lại rồi? Kiều Tiểu Kiều dùng ánh mắt có chút mê hoặc nhìn Hạ Thiên, với dự tính của nàng thì lúc này chồng nên ở Thanh Phong Sơn mới đúng, với mức độ yêu thích của hắn với chị Nguyệt, căn bản không thể cam lòng đến vài ngày rồi về. Hơn nữa bên kia còn có chị Mộng, bình thường thì hắn phải ở lại nửa tháng mới về Giang Hải. Anh về Giang Hải đợi, vài ngày nữa sẽ đi, vì chị Nguyệt nói anh chờ tin tức. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, sau đó hắn hỏi. Đúng rồi, Tiểu Yêu Tinh và vợ công chúa đâu? Không có ở đây à? Hai người bọn họ đến Đại học Giang Hải, vì công chúa Sama trên cơ bản đã làm tốt công tác nhập học, bất cứ lúc nào cũng có thể đến trường. Thanh Thanh lại xung phong nhận việc. Nói rằng nên đưa đi làm quen trường học, Yêu Yêu không có việc gì làm cũng đi theo cho vui. Kiều Tiểu Kiều đơn giản nói tình huống, cuối cùng bổ sung một câu. Chồng, anh yên tâm, vấn đề an toàn là rất tốt, em đã nói đại ca cho người lén đi theo hỗ trợ. Hạ Thiên cũng không lo lắng đến vấn đề an toàn của các nàng, cũng không phải chỉ có người của Kiều Đông Hải thầm đi theo, Yêu Yêu còn có lực lượng bảo vệ riêng, công chúa Sama cũng có lực lượng bảo vệ ngầm. Nếu xảy ra chuyện thì hắn nhất định sẽ nhận được tin tức trước tiên. Hơn nữa bây giờ Tiểu Yêu Tinh hay vợ công chúa đều không phải là người thường, bọn họ có được võ công hùng mạnh, trừ khi gặp người tu tiên, nếu không sẽ chẳng gặp nguy hiểm. Nhưng nhắc đến trường Đại học Giang Hải, Hạ Thiên không khỏi nhớ đến Vương Tiểu Nha. Trước đó hắn đã đồng ý gặp mặt nàng, kết quả là không đi, lần này hắn quay về nên đi thăm nàng thì hay hơn. Tuy nàng chưa phải là vợ hắn nhưng lại là bạn gái. Mà cô bạn gái này lại rất có tiềm lực, cần bồi dưỡng cho tốt. Vì vậy chưa đến 10 phút sau Hạ Thiên đã rời khỏi Kiều gia, Cố Hàm Xương cũng tình nguyện ở lại. Sắc lang kia sao lại chạy đi rồi? Kiều Phượng Nhi xuống lầu phát hiện Hạ Thiên đi mất thì có chút bất mãn. Anh ta thế nào vậy? Mỗi lần trở về đều chạy đi ngay. Kiều Tiểu Kiều lại không quan tâm, nàng thản nhiên nói. Vài tháng sau anh ấy sẽ không còn tiếp tục chạy loạn. Kiều Tiểu Thư. Nhưng như vậy chẳng phải anh ta không quan tâm đến chị sao? Kiều Phượng Nhi tỏ vẻ tổn thương và bất công. Mỗi ngày anh ta đều chạy theo những người phụ nữ khác, em chưa thấy anh ta ở lại lâu ngày với chị. Vì chị đã là người nhà chính thức rồi. Kiều Tiểu Kiều rất bình tĩnh đi lên lầu. Kiều Phượng Nhi tuy vẫn còn rất bức bối nhưng không nói gì thêm, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên vô số lần.
trước cổng trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ. Lúc này còn chưa đến thời điểm tan học, vì vậy trước cổng không có người, bảo vệ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong lòng thầm nói, sao thằng kia nhìn quen mắt như vậy? Sao còn chưa tan học? Hạ Thiên đợi một lúc mà trong lòng khó chịu, hắn không muốn đi vào trong trường tìm Vương Tiểu Nha vì thế mới đợi ở chỗ này. Hắn đã điện thoại cho nàng, nói đợi trước cổng, mà nàng cũng đã đồng ý, nói là lát nữa sẽ ra ngay. Nhưng vấn đề là, lát nữa, của nàng lại quá lâu, hắn đợi mọc râu mà trường học vẫn im lìm. Cũng may Hạ Thiên rất kiên nhẫn, vì vậy hắn cũng không tiến vào trường mà tiếp tục chờ đợi. Sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc. Này, Hạ Thiên, Đại Sắc Lang, anh lại đến đây gây họa cho măng non tổ quốc à? Hạ Thiên chợt mất hứng. Tôi không gây họa cho cô, cho tiền cũng không. Người này tất nhiên không phải là Vương Tiểu Nha nhưng Hạ Thiên lại biết nàng từ rất sớm, thực tế từ khi xuống núi đã quen biết người này, mà từ khi đó hai bên cứ gây khó cho nhau. Tất nhiên người này là Tô Bối Bối, là một Tô Bối Bối rất bất mãn với Hạ Thiên. Hôm nay Tô Bối Bối mặc một chiếc váy đồng phục học sinh màu xanh, nhìn qua có vẻ rất xinh xắn, vài tháng không gặp mà nàng có vẻ phát triển không ít, hai bánh bao nhỏ trước ngực bắt đầu có quy hoạch, rõ ràng. Hạ Thiên quét mắt nhìn Tô Bối Bối, sau đó hỏi. Ủa, mới vài tháng không gặp, sao phát triển ngon hàng vậy? Không phải chơi thuốc kích thích đấy chứ? Anh mới chơi thuốc kích thích. Tô Bối Bối bị chọc tức, tên sắc lang chết tiệt này sao miệng thối như vậy? Anh không thích xài chất kích thích. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Tô Bối Bối. Tuy cô rất chán ghét, tôi cũng không thích cô, nhưng nể mặt cô là em của mỹ nữ tỷ tỷ, tôi nói cho cô biết, cô bây giờ còn nhỏ, chơi thuốc kích thích là không tốt. Vì vậy cô đừng chơi bậy bạ, không thì sau này sẽ hối hận, lớn lên không gả cho ai được thì xong hàng. Sắc lang chết tiệt đừng nói bậy. Tôi không xài chất kích thích, tôi thấy anh dùng chất kích thích nhiều quá nên đầu óc hư mất rồi. Tô Bối Bối tức giận nói. Còn nữa, tôi đẹp như hoa, đáng yêu như mơ, sao không gả được? Tôi mà không gả được thì anh cũng không lấy được vợ. Cô xem, cô mới ăn nhiều thuốc kích thích mà đầu óc hư hại, tôi đã có nhiều vợ như vậy, cô còn bảo tôi không tìm được vợ. Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối, bộ dạng đương nhiên. Anh! Tô Bối Bối bi chọc tức. Nàng không biết nên phản bác thế nào, ai bảo sắc lang Hạ Thiên kia có quá nhiều vợ, ngay cả chị xinh đẹp của nàng cũng bị hắn gạt làm vợ, đúng là ông trời không có mắt. Ha ha, Hạ Thiên ca ca thật sự quá tốt, cô này ăn thuốc kích thích, không thì ngực sao, khủng, như vậy. Một âm thanh dễ nghe vang lên, sau đó một cô gái mặc đồng phục chạy đến, nàng rất đẹp, dù so sánh với Tô Bối Bối cũng tốt hơn rất nhiều. Cơ thể đang phát dục nhưng cũng thấy đường cong, tất nhiên bộ ngực không quy mô bằng Tô Bối Bối. Vì vậy vừa xuất hiện đã tấn công bộ ngực của Tô Bối Bối. Nhưng đối với một người bình thường, khi nhìn thấy cô bé này thì cảm giác đầu tiên không phải vì quá kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng, mà vì nàng quá giống Triệu Vũ Cơ, thật sự như cùng một khuôn với Triệu Vũ Cơ. Nếu Triệu Vũ Cơ lớn tuổi thêm một chút nữa, người khác sẽ nghĩ rằng đây là con gái của Triệu Vũ Cơ, còn nếu cô gái này lớn như Triệu Vũ Cơ, người ta sẽ nghĩ rằng đó là hai chị em song sinh. Tất nhiên đó là Vương Tiểu Nha. Là Vương Tiểu Nha mới 12 tuổi đã làm điên đảo chúng sinh. Xinh đẹp không phải là sai, nhưng nhỏ tuổi mà đẹp đến mức như vậy thì thật sự là hại nước hại dân. Cũng may Hạ Thiên đã sớm cướp nàng làm bạn gái, nếu không chẳng biết gây họa cho bao nhiêu người. Vương Tiểu Nha, cô nói bậy gì vậy? Cô ngực nhỏ mà vô tội cho người khác, còn biết xấu hổ không? Cô ghen ghét thì cứ nói thẳng ra. Tô Bối Bối căm giận mắng, nàng có quan hệ không tốt với Vương Tiểu Nha, thật sự không có biện pháp. Ai bảo Vương Tiểu Nha cướp mất vị trí hoa hậu học đường của nàng. Tôi không ghen ghét chị. Vương Tiểu Nha chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, ánh mắt xinh đẹp dùng tư thái của người chiến thắng nhìn Tô Bối Bối. Tôi vẫn chưa đến 13 tuổi, bây giờ ngực nhỏ là bình thường, chị mới 14 mà ngực lớn như vậy mới thật sự là không bình thường, chị được gọi là kẻ dị dạng, có biết không? Sau này ngực tôi sẽ còn lớn hơn của chị, hơn nữa cũng sẽ không dị dạng. Tôi phát dục bình thường sẽ là lớn nhất và hoàn mỹ nhất. Tôi cảm thấy chị ghen ghét tôi, vì tôi đẹp hơn, và vì tôi có bạn trai đẹp trai như Hạ Thiên ca ca. Ha ha ha, chết cười, đại sắc lang Hạ Thiên mà đẹp trai. Cô có mắt không vậy? Tô Bối Bối mỉa mai Vương Tiểu Nha. Tôi thấy cô mới là kẻ dị dạng, đầu óc dị dạng, hai kẻ có đầu óc dị dạng, vì vậy các người mới ở cùng nhau. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đừng chú ý đến chị ta. Chị ta ghen ghét chúng ta, thôi được rồi,
bỏ qua, chúng ta đi ăn thứ gì đó thôi. Vương Tiểu Nha tuyệt đối không tức giận, vì nàng phát hiện Tô Bối Bối nổi giận sắp điên lên rồi. Được. Hạ Thiên cũng đồng ý, hắn cũng không so đo với Tô Bối Bối, dù sao đối phương cũng là em họ của Diệp Mộng Oánh, còn là em của Tô Tiểu Sán, dù đánh cũng không nên nặng tay, vì vậy bỏ qua cho rồi. Đi thôi, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi đến phố vui vẻ, nơi đó mới khai trương, nghe nói có nhiều món ngon. Vương Tiểu Nha tuy không phải ăn nhiều như Hạ Thiên, nhưng nàng là một cô gái, tất nhiên sẽ thích ăn vặt. Phố vui vẻ rất có danh tiếng ở thành phố Giang Hải, nhưng trước đó được cải tạo lại, bây giờ mới mở cửa đón khách, Vương Tiểu Nha muốn đi, gần đây không có cơ hội, bây giờ Hạ Thiên quay lại, tất nhiên nàng muốn hắn đưa mình đi. Hạ Thiên cũng tự nhiên đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không phải hắn đưa Vương Tiểu Nha đi, mà Vương Tiểu Nha đưa hắn đi, vì hắn chưa từng đến đó bao giờ, thật sự không biết đường. Dù Giang Hải là một thành phố quen thuộc của Hạ Thiên, nhưng trong thành phố này vẫn có nhiều thứ hắn chưa biết. Sau khi đi dạo một vòng ở phố vui vẻ, ăn các món ăn vặt, Hạ Thiên chợt phát hiện khu phố này khá biệt với phố quà vặt ở Thục Đô, vì những món ăn ở hai bên không giống nhau. Điều này làm hắn nhớ đến Cố Hàm Sương, không biết Sương nha đầu có thích những món này không? Hạ Thiên đang định điện thoại cho Cố Hàm Sương, để nàng đến tìm, không ngờ điện thoại của hắn lại vang lên trước. Chương 1280, cái gọi là nữ tư sinh. Người điện thoại đến không phải là Cố Hàm Sương, mà là Tiểu Yêu Tinh. Chồng chồng, chị Tiểu Kiều nói anh đã quay lại, anh đang ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì Tiểu Yêu Tinh đã nhanh chóng nói. Anh đang ở bên ngoài. Hạ Thiên trả lời. Chồng chồng, em giúp anh làm một việc, có phải anh nên ban thưởng cho em không? Tiểu Yêu Tinh bắt đầu tranh công. Em muốn ban thưởng cái gì? Hạ Thiên cười hì hì. Được rồi, đến tối anh ban thưởng cho em cũng được. Chồng, anh là đại sắc lang, em còn nhỏ, không cần ban thưởng kiểu kia, em muốn ban thưởng những thứ khác, thực tế một chút, ví dụ như mua cho em một cái nhẫn kim cương 100 carat chẳng hạn. Có nhẫn kim cương lớn như vậy sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Không biết, nhưng hẳn là sẽ có. Tiểu Yêu Tinh cười hì hì. Nếu không thì anh mua cho em máy tính siêu cấp cũng được. Em vẫn muốn có máy tính siêu cấp để chơi. Em đi mua là được, anh sẽ cho tiền em. Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu gì về máy tính, cũng không biết siêu cấp máy tính muốn mua là có thể được, cũng không phải tùy tiện có nhiều tiền là mua được. Chồng, thứ này không mua được, thôi bỏ, em cảm thấy lắp ráp một cái siêu máy tính cũng tốt. Trước đó em xem phim, có một siêu máy tính rất lợi hại, có thể tính toán được mọi thứ, ai muốn chết, ai sắp giết người đều có thể tính ra được. Em chợt phát hiện. Lúc nhàm chán cũng có thể làm ra một cái siêu máy tính, nhưng phải có nhiều tiền mới được, em có nên hack cái ngân hàng nào không? Tiểu Yêu Tinh nói. Hạ Thiên không khỏi ngáp một cái rồi lười biếng hỏi. Vợ Tiểu Yêu Tinh, em vừa nói giúp anh làm một chuyện, anh còn chưa biết đó là chuyện gì. À, chồng, đó là tên gián điệp, em lúc đó không tìm ra, nhưng sau này vì giúp chị Mộng Oánh, em mới lấy tư liệu của mọi người, sau đó tìm ra tên gián điệp. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Em đã nói cho chị Mộng Oánh, nếu anh không tin thì cứ đi mà hỏi. Được rồi, anh đang ăn vài món với Tiểu Nha ở phố vui vẻ, nếu em muốn được thưởng thì đến nơi này cùng ăn. Còn nữa, nhớ đưa cả Sương Nha đầu đến nhé. Hạ Thiên cũng nhớ đến chuyện gián điệp, điều này cũng làm hắn nhớ đến một việc, mình nên đến chỗ Mộng Oánh, cùng nàng thương lượng chuyện đánh sập tập đoàn Nhã Lai Âu, để miễn cho đám người kia làm phiền. Ban thưởng như vậy thôi sao? Tiểu Yêu Tinh có chút không quá cam tâm tình nguyện. Nếu em không muốn ban thưởng như vậy thì cứ chờ đến tối, anh sẽ về ban thưởng. Hạ Thiên lười biếng nói. À, vậy em đến ngay. Tiểu Yêu Tinh lập tức thay đổi ý nghĩ, nàng tình nguyện tiếp nhận ban thưởng như vậy, cũng không muốn ban thưởng kiểu kia, vì nàng còn nhỏ, những kiểu ban thưởng như vậy nên dành cho các chị thì hay hơn. Nửa giờ sau, trên đường phố vui vẻ, có một tổ hợp một nam bốn nữ rất bắt mắt. Người đàn ông nhìn thì rất bình thường, bên cạnh lại có bốn người phụ nữ không bình thường. Một đạo cô xinh đẹp, trên lưng còn đeo kiếm, tuy xinh đẹp nhưng có sát khí. Một cô thiếu niên vẻ mặt ngây thơ, cũng rất xinh đẹp, vung tay nhấc chân đã có phong thái điên đảo chúng sinh. Mặt khác còn có một thiếu nữ ngây thơ, cách ăn mặc có chút quái dị, nhưng nếu so sánh với đạo cô thì trang phục vẫn có vẻ là bình thường. Cuối cùng chính là một thiếu nữ xinh đẹp người nước ngoài, đi như khiêu vũ. Luôn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác, vô tình trên đường phố vui vẻ vốn chỉ có những cặp nam nữ đến ăn uống,
bây giờ bọn họ cũng không tự giác được phải chuyển lực chú ý lên người tổ hợp nam nữ kia. Nhưng chưa đến một lúc sau bọn họ lại tiếp tục chú ý đến thức ăn, không phải năm người này không có khả năng thu hút sự chú ý của hắn, mà bọn họ đã không tiếp tục dám tiếp tục nhìn vào, vì bọn họ nhanh chóng biết được thân phận của người đàn ông kia, đó là Hạ Thiên trong truyền thuyết. Nếu như trước kia Hạ Thiên mang theo nhiều người đẹp hại nước hại dân như vậy đi rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ có người đến tìm phiền toái, nhưng bây giờ ai thấy có người đưa theo nhiều người đẹp đi rêu rao, trước tiên đều nghĩ đến một khả năng, đó là người đàn ông kia tám phần là Hạ Thiên. Vì theo lời đồn thì bây giờ hễ là tuyệt sắc mỹ nữ ở Giang Hải, đặc biệt là những mỹ nữ đẹp như tiên nữ một cách không bình thường đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Vì vậy khi thấy một người đàn ông bình thường mang theo nhiều siêu cấp mỹ nữ, như vậy trước tiên phải so sánh với ảnh chụp của Hạ Thiên, dám chắc tám phần là Hạ Thiên, là người mà bọn họ không nên trêu vào. Cũng vì vậy, dù Hạ Thiên rất rêu rao nhưng lúc này cũng không có mấy ai gây phiền cho hắn, thậm chí cũng không người nào dám nhìn bốn người đẹp kia. Không phải bọn họ không muốn nhìn, mà bọn họ không dám, vì phụ nữ của Hạ Thiên không được tự tiện nhìn như vậy. Chồng chồng, em có vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi anh. Năm người ngồi trong một tiệm thức ăn, công chúa Sama và Cố Hàm Sương đang nhấm nháp, hai người bọn họ thật sự rất có hứng thú, còn Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thì trước đó đã ăn, vì vậy lúc này cũng không muốn ăn thêm. Tiểu Yêu Tinh không ăn, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ dạng chăm chú. Vấn đề gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Cô ấy thật sự là bạn gái nhỏ của anh. Tiểu Yêu Tinh chỉ vào Vương Tiểu Nha rồi hỏi. Tất nhiên là thật, em là bạn gái duy nhất của Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha đón lời, bộ dạng tự hào. Chồng chồng, cô ấy không phải là con tư sinh của anh và chị lớn đấy chứ? Tiểu Yêu Tinh chăm chú hỏi. Này, chị đừng nói lung tung chứ. Vương Tiểu Nha mất hứng. Em sắp 13, chị của chị mới 20. Dù em giống chị ấy cũng không phải là con được, chẳng lẽ chị ấy 7 tuổi sinh con? Chị lớn tất nhiên sẽ không phải 7 tuổi sinh con, khi chị lớn 7 tuổi thì còn chưa quen biết chồng, nhưng chị nghi ngờ em không phải 13 tuổi, có lẽ mới chỉ được 3 tháng, sau đó được chồng dùng biện pháp gì đó làm cho lớn như vậy. Chồng là thần y mà, không gì không làm được, chị cảm thấy điều này rất có thể. Á, đau quá! Tiểu Yêu Tinh thao thao bất tuyệt nói, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì mông đã gặp nạn. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà vỗ vào mông nàng, hắn cũng không hiểu vì sao vợ Tiểu Yêu Tinh lại có suy nghĩ như vậy. Tiểu Yêu Tinh lập tức hai mắt lưng tròng. Chồng, sao anh lại đánh em, dù em nói ra sự thật thì anh cũng không được đánh em cũng là vợ anh, sao lại bất công như vậy? Nếu em tiếp tục nói bậy, anh sẽ không chỉ đánh nhẹ như vậy mà thôi. Hạ Thiên tức giận nói. Em nào có nói bậy, em chỉ đưa ra suy đoán hợp lý mà thôi. Tiểu Yêu Tinh có chút không phục. Chồng, em đã nói với anh rồi, em cảm thấy anh không nên nhận cô ấy là bạn gái. Tiểu Yêu Tinh nói thêm một lúc lâu, cũng không phát ra âm thanh, vì vậy mà chợt sợ hãi, trong mắt đầy kinh hoàng, cuối cùng nàng bổ nhào lên người Hạ Thiên, bắt. Đầu đùa nghịch. Hạ Thiên đâm lên người Tiểu Yêu Tinh một châm. Biết sợ rồi sao, cũng đừng nói lung tung, nếu em nghi ngờ Tiểu Nha là con gái tư sinh. Như vậy nên về hỏi mẹ em xem có sinh con riêng hay không. Biết rồi, em không nói lung tung nữa. Tiểu Yêu Tinh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên, nàng tất nhiên biết vừa rồi hắn làm mình không nói nên lời. Nàng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Chồng nói đúng, em nên về hỏi chị lớn, không biết mẹ có sinh ra một em gái khác không, vì sao có người giống chị ấy như vậy. Vợ Tiểu Yêu Tinh, thật ra hai người không có bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể lớn lên giống nhau. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật vậy sao? Tiểu Yêu Tinh không quá tin tưởng. Tất nhiên là thật, em và nhà chị không có quan hệ gì, em do mẹ sinh ra, mà mẹ em với chị lớn của chị không có quan hệ gì cả. Vương Tiểu Nha có chút mất hứng. Em không phải là con tư sinh. Vương Tiểu Nha dừng lại một chút rồi nói thêm. Còn nữa, em nói với chị, em không phải giống chị lớn của chị, mà chị ấy giống em mới đúng, đây là khác biệt. Có gì khác nhau sao? Tiểu Yêu Tinh trừng mắt, sau đó vô tình hỏi một câu. Nếu em không phải là con tư sinh của chị lớn, như vậy ai giống ai cũng là một chuyện, dù sao sau này cũng ở cùng với chồng cả thôi. Tiểu Yêu Tinh nói đến đây thì nhìn Hạ Thiên, bộ dạng như phát hiện ra điều gì đó rất kỳ thú. À, thì ra là như vậy, chồng thích gom một cặp chị em song sinh nha. Vương Tiểu Nha hừ một tiếng. Em nói cho chị biết,
Hạ Thiên ca ca chọn em là bạn gái trước khi gặp mặt chị gái của chị. Là vậy sao? Tiểu yêu tinh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên. Chồng, hình như khẩu vị của anh quá khác biệt. Vợ tiểu yêu tinh, có muốn không nói nên lời không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. À, chồng, món này ăn rất ngon đấy. Tiểu yêu tinh chợt đổi đề tài. Đúng là rất ngon. Công chúa Sama nói tiếp một câu, sau đó lại bắt đầu ăn. Không có tiểu yêu tinh nói bậy bạ, ai cũng trở lại chủ đề chính, bọn họ tiếp tục ăn, mãi đến khi chán chê mới thôi. À, ăn no quá, lại buồn ngủ, chồng, chúng ta về nhà ngủ thôi. Tiểu yêu tinh vuốt bụng rồi ngáp một cái. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó chuẩn bị đưa mọi người về nhà, đúng lúc điện thoại vang lên, là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1280.